mở lên được hả? Mới nó mới lạnh. Nghe đi. Chưa? Lâu mấy cái kia xuống cái lọt lên đây được xuống mấy cái lọt nó là xả hết luôn. Chết coi chừng nó đổ đồ xuống luôn. Hello mấy chị yêu và chị sẽ đăng ký cho mấy em nghe cái này nhá. Dạ đâu chút thôi là đi rồi hết chị nghe nhá. Bây giờ em rồi có lẽ là tối nay em nghỉ nhưng mà em phải xả hết cái đống này để mai em mới lên hàng mới được cho cả nhà. Em làm nghĩ mà em thấy mà em tăng xong luôn á, chị biết thì sao không? Gọi 4 ngày không nghe máy. Đơn gọi 4 ngày không nghe máy. Là bữa nay là em phải. Tại vì gọi 4 ngày mới chịu nghe rồi. Nè. 4 ngày không nghe máy. Tại vì em phải xả đi để mai còn 5 hàng nữa. Nè, quá trời quá đất luôn á chị. Đâu em thì cũng mệt thôi, cho là nhiều quá thôi chứ không có vấn đề gì hết. Em xả hết xong rồi để coi thử mà tình hình, chắc em coi thử có nghỉ đây là cái kém. Đó, đó, đó. 4 ngày không em lấy đặt hàng xong rồi 4 ngày không được luôn. Không chốt đơn, không biết cách nào mà chốt đơn luôn á cả nhà. Thiệt luôn á. Mấy cái chốt như chưa biết. Mấy tỷ tỷ này không biết nói chưa nữa. Bây giờ để cái bill lại đi chứ giờ làm sao. Bao nhiêu vậy? 60. Nè có dịch vụ order nước ha. Có gì bán vậy chứ. Nè thiệt luôn á mấy chị. Gần đây nhìn gì bán mình đừng năm. Vậy đó, hả? Rồi trời ơi. Cái này mấy chị hơi bị cưng luôn á. Cái này mấy chị dạng như đầm yếm á. Phối mặc cái áo sơ mi đồ này kia cực kỳ xịn sò luôn nha. Phố mặc áo sơ mi rồi này kia, chị chọn áo mấy cái áo kiểu tây phòng mà mấy chị mới mua hôm qua kia nhà em á. Không cái này không phải bôi nhưng mà cũng quá sức phá hoại, cũng hơn bôi nữa đó. Đặt hàng xong gọi 4 ngàn mấy trong khi hả, trong khi nha, thôi ghẻ ra đây chứ ông gì hả má hết trời. Ô bập kỳ quá hả, kệ có gì đâu. Uống cái gì, uống cái gì cũng được hết. Cái nào gì ta, chả nước ép cái táo lựu đúng không? Cốc xí muội kia, ba uống cốc xí muội đi, còn đưa cho gì món cam cà rốt. Còn có ba gì cháo này. Dạ.
Trời ơi, bán được không chị? Được. Chị mở ở đâu? Rồi cái này cho em mã tặng đó, nha. 9.000 mã tặng. Cái này baby doll để đó vậy. Cái này baby doll nha cả nhà nha. Phối với áo sơ mi tây phòng đó là bao good chốt, good chốt. Good chốt luôn nha. Rồi, 9k kèm số điện thoại cho em. Nhìn lạ lắm. Không biết. Rồi 9k kèm số điện thoại giúp em nha. 9k. 9k nha. Họ khỏi quay vậy chứ em bây giờ em ngồi chỗ luôn cho rồi. Mệt quá luôn á mấy chị, em ngủ rồi đó, em đáp án lại là em định tắm rửa đi ngủ rồi đó. Mà tại sợ hết chỗ để lấy chỗ. Không còn chỗ đi nữa. Rồi 9k nè. Chia sẻ livestream nha, cái này là điều gì hiển nhiên luôn rồi. Hiển nhiên luôn rồi đó mấy chị. Đúng không? Rồi 9k này cái Mỹ Tâm này, nhớ chị nào mua được mini game này thì nhớ chia sẻ giùm em hai lần chụp màn hình gửi vô nha cả nhà. Hai lần hồi giống chụp màn hình gửi vô giùm em hai lần thôi, không cần nhiều nha mấy chị nha. Rồi 9k nè, xanh cho Mỹ Tâm nè. Rồi ok. Tiếp tục quá trời hết mấy chị, đặt quá trời quá đắt, quá trời quá đắt hết nè. Tiếp tục, cái này là đặt từ ngày nào đây? Ngày 28 tháng 10 ghé lấy. Bữa nay là ngày 27 tháng 11. Một tháng y nguyên, cái này là ghé lấy 28 tháng 10, bữa nay là ngày 27 tháng 11. Rồi cái đầm hai dây lụa 9k. Cái đầm hai dây này vải cực kỳ xịn sò luôn, hai dây lụa này mấy chị. Đã lắm luôn á, hai lớp siêu dày. Trời ơi mặc sướng luôn á mấy chị, đã lắm luôn á. Vải nó êm á, thôi. Vải nó ai nữa. Rồi, cho em mã set. Trời ơi. Đặt hàng đúng một tháng mà không ghé lấy luôn á chị. Cái thiệt luôn chị, coi cái bill á, in ra này em nó không nói xạo luôn á trời. Ngày 27 tháng 10 này chị, giả man không? Tức dễ sợ luôn á chứ. Set baby, set baby doll nu. Chốt giùm em mã set nu giùm em nha cả nhà nhá. 60.000 đi. Rồi cho em mã set nu 60.000 giùm em kèm số điện thoại giùm em. Set nu 60 kèm số điện thoại giúp em nha cả nhà nhá. Set nu 60. Đúng em 1 tháng. Bây giờ phải lấy ra xả chứ còn giữ gì mà giữ 1 tháng chờ mà không ghé lấy được. Em nói thiệt luôn á, không có cơ quan tổ chức nào mà giữ đâu 1 tháng chờ mà không ghé lấy được á. Ta đi nước ngoài rồi. Ta đi nước ngoài du lịch chưa về. Bị dính Covid. Rồi, nè. Một cái quần xếp ly vàng kèm một cái áo ba lỗ, ok chưa? Rồi set xếp ly vàng giùm em luôn nhá. 50.000 set xếp ly vàng. Set nu chưa? Set nu 60 vậy đó. Set nu 60 giùm em nha cả nhà nhá. Set nu cho Tiên Lê. Rồi set vàng giùm em 50. Cái này là em xả lỗ luôn á mấy chị. Sau 1 tháng chờ giữ đơn, sau 1 tháng chờ và bây giờ xả lỗ. Rồi set vàng cho Vi Hà. Set vàng cho Vi Hà 50. Set nu 60, set vàng 50. Rồi cái này là thành hai dây kiếm này dạng maxi này cả nhà nè. Đã chưa? Hai dây kiếm dạng maxi, cái này là có một cái tắp hoa cho cả nhà nha. Tắp hoa mà giờ chị game chị giữ thì thôi chứ chết luôn á trời. Game trên này mấy chị thích game ở đâu mấy chị game. Ok chưa? Mà cái tắp hoa này em thấy cũng đẹp, bỏ đi cho rồi, không cần thiết. Rồi, cho em mã maxi giùm em luôn nhá. 50.000, maxi 55 57 cái độ về mặt ok, xếp hàng đúng rồi đúng không? Maxi 50. Cái này là gì đây? Thư chu. Ngày 19 tháng 11 đặt hàng xong rồi thả đơn. Rồi. Ủa, giữ mấy cái tờ giấy đó kiểm tra người có nốt lại chưa? Rồi, cho em mã maxi chưa? 50 chưa? Maxi 50 cho chị Đông Nguyên. Nè cái quần ngố. Rồi quần ngố này là size S giùm em nha cả nhà nhá. Ngố size S giùm em, chốt giùm em mã ngố size S cho em luôn, 50.000 luôn. Ngố size S 50. Bây giờ là bây giờ bán đi bán thùng. Họa mi, đúng là từ đó họa mi ngưng hốt nữa luôn. Từ ngày 21 tháng 11 trộn đơn xong là ngưng hốt luôn, ngưng hốt luôn. Nhưng họa mi ngưng hốt nữa. Ai đây? Nè, Kiều Dương này vô đặt hàng hôm qua, kia vô đặt bánh trắng nè. Đặt hàng xong chốt đơn đâu có thèm đọc, xem không thèm trả lời nhân viên em nói lại nè. Xem không thèm trả lời hôm qua em kia vô đặt đầm trắng nè. Cái gì đặt hàng xong là tới lúc chốt đơn mới chỉ buồn suy nghĩ luôn á. Nhiệt luôn á. Mà mi thì ngừng hốt. Còn đặt hàng không chịu đi đơn rồi vô đặt tiếp. Rồi chốt ngó xe S50 đi. Cái này bộ bé, dịch đẹp quá trời quá đắt luôn vậy đó. Mua cho con mình mà vậy đó. Rồi
Ngô thì Mỹ Hảo cái này kèm giá giùm em nha cả nhà nha, bởi vì em sale lộn xộn giá hết nha. Bình thường em bán đồng giá hoặc là sao, còn hôm nay là em sale lộn giá hết, sợ nhân viên tính giá cũ cho mấy chị thôi nha cả nhà nha. Rồi cho em mã hai dây hoa giùm em luôn, 35.000. Đây họa mi người hốt luôn rồi đây nè, mày chung cho họa mi này luôn á. Rồi ngố giùm em chưa, ngố rồi đúng không, hai dây 35.000 luôn. Thôi để lại đi cho con dạo tung kim anh mặc ghét cho nó ghét dễ thương thôi. Rồi cho em mã có phát chốt rồi hả, cẩm duyên. Rồi cho em mã xanh giùm em nha cả nhà nhé, xanh giùm em 45.000 xanh. Xanh 45.000 60kg đổ về. Xanh 45.000 60kg đổ về. Rồi chân váy nè, chân váy size S giùm em luôn, có quần trong rất đẹp. Rồi chân váy size S giùm em nha cả nhà nhé, 45-46-47kg đổ về. Chốt giùm em mã chân váy size S luôn, 50. Chân váy 50 cao trúc ly. Set váy 45 cho cao trúc ly. Ok. Áo xanh cái gì? Áo xanh cho cao trúc ly đúng không? Xanh 45 cho cao trúc vi. Cao trúc ly. Rồi cho em mã chân váy. Chân váy 50 cho Nhung Nguyên. Chân váy 50 cho Nhung Nguyên. Rồi cho em mã vàng luôn. Nhớ để lưu lại kiểm tra thử nha. Vàng. Vàng này size 2X giùm em nha cả nhà nhé. Vàng 2X giùm em. 60.000 vàng. Cáo lông gì mà xả kìa. Ai làm xả ở đâu vậy? Không biết nữa, không xé bi rồi, bút này chắc là xả rồi. Không có đâu. Không rớt bi được, nó không rớt bi được. Sao vậy? Cái dấu bi thì nó xé rồi. Vậy hả? Chị đưa đây cho em chị. Trời ơi, cái áo lông này mà cũng xả đơn nữa hả? Không có, không có hỏi nó không? Mà để thấy đây nè. Không có đâu, có hồi nó rớt bi á. Đừng có giỡn. Áo lông nó làm sao mà xả? Nó tội người ta không có đâu, nhiều lúc nãy. Rồi báo đi bằng vàng 2X đi. 50 luôn hả? Ừ. Vàng 2X. Vàng cho Nguyễn Giang 60. Rồi cái này nè, vàng 2X nữa nè. Rio nhí gì đây nè. Coi kiểm tra thử nói vào chưa. Em xả hết luôn mấy chị. 4 ngày gọn nghe máy, 4 ngày trong đơn kiểm chị cũng được. Để làm gì nữa thì đúng á. Này lượng hàng đây em nói thiệt, đơn giản thôi em nhớ. Bán ế nhất lần 100 người mua một cái like thôi, là hai cái like là 200 người. 4 ngày lên 800 người mua, ai cũng như mấy chị chắc tôi phá sản luôn cho rồi. Bán thì bán rẻ lắm luôn rồi đó. Rồi vàng 2X có 2 này chốt luôn đi. Vàng 2X có 2 chốt luôn. Vàng chị Mỹ Mỹ. Vàng chị Mỹ Mỹ. Nè Thảo Hiền nè, hồi trưa thấy còn vô đặt hàng nè, chơi mini game nè. Thảo Hiền nè. Cái đó cái gì vậy? Áo khoác đen từ ngày 24 tháng 9. Áo một cái áo khoác đen từ ngày 24 tháng 9. Hồi trưa còn vô đặt, em thấy hồi trưa là thấy nít nhân viên em nói bôn hàng, hồi trưa còn thấy vô cho mi em còn đặt hàng. May là hồi trưa em không thấy, hồi xưa em thấy em chửi cho quê luôn. Rồi cho em mã khoác đen giùm em nhé, khoác đen giùm em luôn nha cả nhà nhé. 50.000 chốt giùm em mã khoác đen 50. Hà Liên Nguyên em không có xả đơn của chị đó, chị yên tâm đi, bao giờ mà chị không nhận thì em mới xả ta, yên tâm đi, khách quan không có xả đâu. Rồi chốt đi, khoác đen 50 đi. Khoác đen 50. Rồi quần caro giùm em luôn nha cả nhà nhé, 45.000 55kg đổ về. Chốt giùm em mã caro 45 kèm giá giùm em với cả nhau, kèm giá vô giúp em với nha. Cái này là lễ sĩ gì cũng như nhau hết, tại vì theo lỗ rồi mấy chị. Chị thường biết bình thường giá em bán bao nhiêu rồi, bán giữ canh đơn cả tháng trời xong rồi cuối cùng rồi bán lỗ. Giữ đơn cho mấy bà cả tháng trời cuối cùng rồi bán lỗ. Dễ sợ chưa? Chị Trần Linh Hằng đi rồi má. Cái gì vậy ba? Chị Trần Linh Hằng đi rồi. Đi rồi bà ơi, ngày nhà tôi không có chỗ để, tôi trông cho đi hàng à, thiệt luôn á. Nhà tôi không có chỗ ngồi nữa. Khoác đen chốt rồi. Hàng ra là đi liền, khổ ghê. Rồi khoác đen chưa? Khoác đen chốt rồi, chốt em mã caro. Chốt em mã trời áo heo này, trời không có hàng bán. Caro cho Lâm Tuyền. Thất ghê luôn á. Caro đang thiếu nhiều sâu bánh tráng quá này. Ừ, thiệt luôn á, 4 ngày gọn được. Rồi cho em mã heo giùm em nha cả nhà nhé. Chốt giùm em mã heo 55.000 heo. Phải đủ luôn. Heo 55.000. Nè, xả nè. Giữ view lại nè bên đây. Tắm vô nè. Rõ vô đó, mai tôi lên té sóng hết. Rồi, heo chưa? 55.000. Heo 55.000. Trời ơi, cái áo no mà hôm trước em mặc livestream áo này đẹp lắm luôn á. Thiệt sự. Áo này đẹp lắm mà sang lắm, em có một cái rồi để test mặt rồi mấy bà hiểu rồi đó.
đẹp lắm luôn á, đẹp lắm luôn á. Chốt giùm em mã đen nơi giùm em 55 theo cho Thanh Dương. Theo cho Thanh Dương. Trời ơi, ai đây bốc đi với lại. Đi với đâu? Đây 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 nè. Trời đất ơi. Ủa, tên này thấy quen mà. Cáo phát kem, bé này để lại cho nó nè. Bé Linh Vũ này phát quen á, con xã của nó. Để lại mấy cái Linh Vũ. Đơ đen. Đinh Thí Diễm đơ đen 55. Đinh Thí Diễm đơ đen 55. Tiên Nguyễn Ghé thì cái bà này là bà đặt của hàng của mình từ năm ngoái là đã một lần nè, đầu năm một lần, hôm nay là lần thứ ba. Chị Tiên Nguyễn Ghé, số điện thoại 546 đuôi, khu phố 9 phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Chị đặt em là lần thứ ba rồi, em có đặt tên chị lên trên đây. Chị nghe thì em nói thì chị về chị tích đất giùm em xíu. Ba lần rồi chị Tiên Nguyễn. Rồi cái đầm này là mấy chị biết em bán tháng. Coi cái nó ngày nhiêu vậy, tất quá em tất quá, cái chị này em tất quá. Ngày 3 tháng 10 Tâm Hiệp, không lấy cái xác được tới đây. Rồi cho em mã đầm đen no này cho em nha. Cái này là size mò 55kg đổ về. Đầm đen no bán từ cái mã hot mà tức thiệt luôn á chứ. Rồi đen no, đen no size mò thì mặc vừa không? Không biết, sợ nhỏ đó. Rồi cho em mã đen no dùm em nha cả nhà nha. Xả luôn cho cả nhà luôn, 69.000. Đen no 69.000 nha. Đen no 69.000 kèm số điện thoại. Chốt đi ba. Rồi ok, lên bộ chị để cho em rồi. Rồi cho em chỗ cái đầm này xinh nè mấy chị. Đầm này sang. Đen cho Tiểu Tinh Linh. Đen no cho Tiểu Tinh Linh. Cái này chị vừa nè, cái này đẹp nè chị. Rồi. Rồi ai mà ngồi đây bà ta. Em nói thiệt, chị thấy xả mà thấy tức đồ này. Tức dễ sợ luôn á. Còn mấy đứa điên này hả, xong đi. Trời đất ơi. Cái quần mà mấy chị. Hả? Đẹp quá trời quá đất luôn. Cái quần rêu. Em tức quá, cái quần này không có hàng bán luôn á. Rồi cái này cho em mã size mò dùm em nha. Mà 51, 52kg đổ về thôi. Chốt dùm em mã quần rêu dùm em 55.000 quần rêu. Chốt đi ba. Quần rêu 55.000. Đầm trắng cái chị này lấy rồi mấy chị. Đầm trắng đẹp quá trời, đơn giản một kinh. Rồi quần rêu 55.000. Trời ơi cái quần ngố nè. Size L. Chốt dùm em mã quần ngố size L dùm em nha. Rêu cho Tuấn Anh, quần ngố size L giùm em 53kg đổ về. Vậy đi về ngồi đây đi. Ngố size L 53kg đổ về giùm em nha cả nhà nha. Ngố size L xả luôn nhắn chị luôn. 55.000 ngố size L. Bộ này em nói thiệt luôn, khách sĩ của em nha. Năng nỉ em mua luôn á mấy chị. Năng nỉ em bán mấy chị thôi. Chị chi, để đó. Bỏ bill rồi. Ừ bỏ bill. Rồi. Tôi lấy cái này nè mấy chị. Tôi bỏ nguyên một cái đống bill của mấy mẹ trả đơn ngày mai nốt lại nè. Tôi chửi. Để biết lúc sau mà chừa ra. Rồi ngô cho em mã bộ giùm em luôn, 45.000 luôn. Ngố lời cho Bình Tè. Ngố lời cho Bình Tè. Đây con mẹ nào đây. Ngân vỏ bom hàng đây. Cái gì? Ngân vỏ bom hàng nè. Ngân vỏ bom hàng rồi vô đặt nữa em. Nhung đinh bom hàng nè. Nhung đinh bom hàng nữa hả? Ủa Nhung đinh thấy cái tên quen mà có hồi đó nhầm không vậy? Thấy Hoàng hàng về đó. Hoàng hàng về rồi hả? Rồi. Trời đất ơi. Chốt đi. Bộ 45. Nè, bộ 45 nè, còn hai bộ này nữa em chốt tự nhiên luôn nha. Bộ nào cũng xinh hết á. Ai đây nè? Bộ. Bộ 45 nè, chốt đi. Bộ. Ba bộ tự nhiên bộ nào cũng được nha. Cho Nguyễn Thanh Tiên. Rồi chốt tiếp. Hai bộ nữa. Như. Cho Huỳnh Như. Cho Phú Đặng Trần. Cho Phú Đặng Trần. Rồi ok. Mã size L. Được không? Áo nam đúng không? Thử. Nam áo nam. Rồi size L. Chị lấy thôi. Rồi, nè, mua cho chồng mà còn xả đơn như này liên hệ không được thì em nói thiệt với bà, tới lúc mà nó bỏ nó đi rồi nhá, theo gái rồi, hồi đó là ăn cho hết. Em nói bà thiệt một câu luôn á, cái áo mua cho chồng 75.000 mà còn mày giữ 60kg nữa không, cái này không vừa, 60kg không vừa đâu. Rồi cái này cho em nha, tầm 58kg đổ về. Chốt chùm em mã đen 58, 58.000 luôn. Ok chưa? Trời lầy luôn. Rồi đen 58, đỏ 58, 58kg đổ về, hai cái đen, một cái đỏ. Hai cái đen, một cái đỏ giùm em. Áo nai em nói thiệt với chị không còn một cái. Nha. Rồi, chốt giùm em đi. 58kg đổ về, hai đen, một đỏ. Bộ em hết rồi, chốt đi chồng. Đen, đen, đen.
bỏ vô rồi ta. Đen một cái cho bùng tè, một cái cho thú ngô. Bạch bạch này tên toàn là tên ấn lạnh nổi da gà không ấy. Đỏ cho Huỳnh Như. Đỏ cho Huỳnh Như. Để đâu? Rồi. Cho em mã thun đen giùm em luôn, 55.000 luôn, xả lũa luôn. Thun đen 55.000. Chốt giùm em cả giá luôn với nha cả nhà nha. Rồi chốt rồi đúng không? Nam chốt rồi đúng không? Rồi. Hai đen một đỏ rồi đúng không? Rồi. Cho em mã cái chuyện này thì không sao nè. Để lên xã thì bên em vẫn bán, tại vì nhà chỉ có việc em bên hôm vẫn bình thường, không có nốt lại. Tại vì có những người họ thật tâm với chị, họ xã nhưng mà họ có một cái lý do nào đó thì không sao hết, vẫn vui vẻ không sao đó. Bây giờ có những con người là em không có nói gì hết đó. Đen chó cho ai cũng có một trường hợp ngoại lệ hết. Cái gì? Đen chó cho Hà Thị Diệp Linh. Đen chó cho Hà Thị Diệp Linh. Rồi ok nè, quần này không có bán luôn á mấy chị. Rồi cái này size S giùm em, hàng là bao rất đẹp lắm luôn á. Rồi quần kem size S 50kg đổ về cho em nha cả nhà nhá. 60.000 quần kem size S, 60.000 quần kem size S, 60.000. Thun đen chó chốt rồi đúng không? Rồi quần kem size S 60, mấy cái hàng này em không còn một cái nào luôn, xịn lắm luôn, thiệt sự luôn á. Rồi cái cục này đẹp quá nè, cái cục này đẹp quá nè, để cho bà Trần Linh đi, em mở cho bà Trần Linh hết cái cục này luôn, nó gì luôn á. Kem mát cho Quỳnh Hương, kem mát cho Quỳnh Hương hả? Rồi, ba cái này bỏ cho bà và Thằng Linh. Không có chị. Em hồi chiều chốt cơn còn sót mấy chục cái tà bao của chị Trọng hồi tối hôm qua mà chưa có đi đâu. Chưa có đi đâu. Mi gọi 4 ngày không nghe nè, nó nốt vô đây rõ ràng luôn mấy chị. Đặt hàng xong gọi 4 ngày không nghe máy. Rồi một cái set giùm em, đặt hàng xong gọi 4 ngày không nghe máy. Tôi lại mấy bà luôn á. Rồi 4 ngày không nghe rồi tới lúc mà shipper đi giao cậu nó chết luôn á. Rồi size S. Cho em mã size S giùm em, set size S giùm em 55.000. Set size S 55.000, em nói thiệt không có hàng bán luôn á trời. Trời ơi cái thun nam size M nè, tầm 52-53kg đổ về. Chốt giùm em mã nam size M giùm em luôn. Nam size M luôn, 60. Nam size M 60. Rồi xếp size S đi ơi. Xếp size S 55. Xếp cho Thi Nguyễn. Xếp cho Thi Nguyễn. Nam size M 60. Xanh giùm em luôn nha cả nhà nhé. Xanh giùm em 59.000 xanh. Xanh 59.000. Ba tới sáng nó cũng chưa hết cái màu xạ của mấy bà luôn á trời. Em nói thiệt luôn á. Nam M cho xung tay. Nam M 60 cho xung tay. Ai mà nhận áo nam rồi mới biết. Trời ơi nó chất. Rồi, cho em mã trắng giùm em, 55.000 trắng. Quần sót Mickey trắng, đẹp quá. Rồi cho em mã quần sót Mickey màu trắng. Rồi cho giùm em mã Mickey trắng. Túi này không còn một cái, túi LV đen nè. Bữa ai hỏi ta LV đen bỏ cho thứ gì thì Hoàng Hạnh chơi với Hương gì đó. Rồi túi LV đen 69.000 mà cũng xả đơn nè. Bỏ bill lại nè, mai còn nốt vào nữa. Rồi trắng trắng đi, trắng xanh, trắng cho Mỹ Hằng, trắng cho Mỹ Hằng. Rồi trời ơi đẹp quá trời nè, cái thun nam này sao để cho một tí hỏi xả tay ít lò mấy đứa đó, tới lúc mà bồ bỏ rồi chồng đi với gái gì hồi đó mới sợ nè. Hai cái luôn, một cái màu vàng, một cái màu trắng, đẹp quá trời quá đắt luôn. Để cho một tí hai cái nó mặc cho nó dắt, cho nó vui vậy đó. Mỹ đi. Rồi, Mỹ gì vậy? Trinh, bắt tên nha, em nói thiệt. Bây giờ em nổi đổ cho gà nha. Thứ gì nè, Hà, Bạch, Trinh. Không, em nói thiệt luôn đó mấy chị. Mấy cái tên đó mà giờ em không dám chốt đơn luôn á. Cái gì mà Hà, Meo rồi Trinh, bạch từ nãy giờ em xả quá trời quá đắt luôn á. Cái tên vậy đó mấy chị. Nè túi LV nè, AC mà tôi nói không có chặt cái đường nào hết luôn á. Không có hàng bán, số 9.000 cái túi tôi nhận công tính nữa. Ủa ghê vậy đó. Rồi em mà túi số 9.000, trắng chốc gì vậy? Rồi, trắng chốc rồi. Rồi tôi khổ ghê luôn á mấy bà, chờ tôi thì vậy tính cho chị gì. Cái đầm trắng là 69. À, cái kia là 55, cái đầm hai dây là 55. Cái bộ này phải chục đi. Hả? Thì phải chục đi. Bà đem ba lên nước không đủ tiền. Rồi, cái này bộ này là như ta? Bộ này giá chỉ 70.000 luôn.
70 với lại 55, 70 với 50. À, 70 54 59. À, bỏ vô đây nè. Rồi caro giùm em luôn nha cả nhà nha. 45.000 caro Mỹ Mỹ em em. Cho Vi Hoàng. Cái gì eo gì cho Vi Hoàng? Ai xả xếp 5988 để em xếp 59 là cái gì không nhớ luôn á mẹ. Rồi caro giùm em xem rồi cái a à, cái hàng đầm xếp hôm qua là chưa có xả đâu. Chắc ngày mai ngày một chắc 2-3 ngày nữa mới xả tại vì nó chưa ra đơn hết mà. Phải để cho người ta cơ hội hai ngày người ta không lấy thì mới xả được chứ. Cái này mới ra hôm qua hôm kia mà chắc chưa bỏ đâu. Bỏ vô nha, bỏ vô nha. Ừ chắc chà quên bỏ view mấy con miêu miêu rồi vô chứ. Rồi miêu miêu nè. Rồi cho em mã chân váy caro giùm em size S. Chân váy caro size S cho em luôn 45.000 luôn. Cái gì đây? Cái gì đây? Trời má ơi. Biết vậy bữa nào cũng đặt ship. Trang nó rồi đi đem tiền theo bữa nào cũng ngồi. Rồi, trời má ơi. Đây nè, mua cho người yêu nước hoa. Mấy gì biết cái bạc nó rừng mà nó còn này nữa thì tôi nói với bà nó bỏ nha. Tới lúc mà nó bỏ rồi khóc lóc ôm sồm. Không chị ơi, không chị ơi. Có. Rồi, cái gì? Trời cho em mà. Nước hoa nam. Nè mấy chị ơi, nước hoa nam đi ơi nè. Em nói, em không biết nhà người ta bán hàng như thế nào. Em bao mua nước hoa nhà em luôn. Chuyện cái món chị xài sướng vô cùng. Thơm mà nó không có rắc nha. Thiệt sự luôn. Khách của em á, nhiều khách sộn lắm đó. Người ta xài hàng hiện người ta biết á. Nhưng mà người ta so sánh chân váy S cho Linh Vũ. Đã lắm, nước hoa nam. Rồi, cho em mã nước hoa nam giùm em. Cái này là nhiêu ta? À, 100 mấy đó, không nhớ nữa. Rồi, em bán cái này cho mấy chị 99.000 cho vui nha. 99.000 cho vui, cái này là em bán lỗ hết toàn bộ luôn á. Caro cho Văn Tâm Thanh. À, caro cho Văn Tâm Thanh, caro còn á. Thấy thấy Dương Vinh. Rồi chốt nước hoa nam 99.000 luôn đi. Còn một cái thùng nước hoa nam sỉ bom á, bỏ ra đây luôn đi, giờ bán luôn. Cái thùng nước hoa nam mà sỉ bom ở đâu rồi? Cái thùng nước hoa nam mà sỉ bom á. Trời ơi, nhà mấy trẻ nó thiệt luôn á. Cái set này ngay cái bữa đầu tiên mà hàng về á cả nhà là em không có hàng bán rồi, mấy chị có nhớ cái này không? Cái này là một cái áo sơ mi trắng bữa em mặc á, xong rồi phối chân váy súp ly ở phía sau, mua nguyên một set xong rồi bông nguyên một set như thế nè. Đây nè mấy chị, nhớ cái áo sơ mi tiểu thư màu trắng. Xong rồi bữa cái này là hàng mới về đầu tiên em bán livestream luôn. Tại vì cái này cái màu trắng là hết màu được hết đầu tiên. Nha cả nhà nha, hết đầu tiên luôn á. Rồi cho em ba chấm đi qua nước hoa từ từ đi, em lấy cái thùng nước hoa mà sỉ bom ra em theo cái đó cho mấy chị, cái thùng nước hoa mà còn nguyên luôn á. Rồi cho em mã sơ mi giùm em nha cả nhà nha, bán cho cả nhà này 69.000, cái này bình thường là em bán 88.000 thì phải. Rồi sơ mi trắng giùm em 69.000, chân váy này thì em không có sale tại vì em còn đang bán, em giảm nhẹ cho mấy cả nhà luôn 115.000 thôi. 60-65 ký mặc ok, em đảm bảo chị cầm cái này này về rất là thích luôn, sóng sánh rất là đẹp, chân váy 115.000. Đâu cái thùng còn nguyên đâu. Đây, cái thùng còn nguyên nè. Đây nè. Bom nè. Như đây em nói với chị á, cọc là làm sao? Cọc 500.000 em không lấy của mấy chị làm gì. Cọc để nằm tinh, làm ăn chốt đơn, lúc chốt đơn đi thích thì em trừ ra cho mấy chị cũng được. Cọc là để mình đặt hàng có trách nhiệm. Rồi. Sơ mi cho Nhã Uyên. Sơ mi 69 cho Nhã Uyên. Rồi chân váy 115.000, như ký mặt cũng vừa hết eo vừa là vừa. Em còn ngồi nên em bán lại mấy chị biết. Chân váy này em bán 1 tháng nay rồi. Cho khách em vẫn còn mua tại vì chắc nó đẹp mà bây giờ em vẫn còn ngồi bán thôi, chị hiểu rồi nha. Rồi chốt đi, chốt chân váy đi. Chân váy cho Thu Hằng. Cái này là em bị bom nguyên một thùng nước hoa giòn. Chân váy cho Nguyễn Kim Anh. Chân váy cho Nguyễn Kim Anh, nước hoa là riêng ngày đầu tiên về, ngày nào về là hết đó. Nước hoa nè, nước hoa nam cho Bích Phượng. Nước hoa dùm em 99.000 luôn nha cả nhà luôn, ok chưa? Rồi cho em mã nước hoa dùm em 99.000 luôn, mua về định chồng nha. Chứ sao, cho nên em mới chị thông cảm tại vì sao em nói là cọc trước rồi mới đặt hàng, bởi vì nhiều chị lắm thôi đặt đi lát nữa rồi cọc, mai em cọc, bây giờ tối rồi thôi, nếu mà mai cọc thì mai rồi trộn, không em nói thiệt luôn á cả nhà, mất thời gian lắm thực sự, mai cọc thì mai rồi họ đặt, vậy đi ngày nào em cũng về hàng mới hết mà, đúng không? Làm ăn không có tiếc. 500.000 em nói thiệt, em chuyển khoản lần 100 triệu 200-300 triệu là bình thường. 500.000 mà nếu mà làm ăn mà 500.000 sợ thì không nên làm ăn, em nói thẳng luôn nha, em nói cái tư tưởng của em là như vậy luôn rồi đó. 500.000 mà sợ thì không nên làm ăn nha cả nhà nha. Rồi lừa ở đâu thì lừa, nhưng mà mình phải
thứ nhất mình muốn lấy hàng đâu mình phải theo dõi người ta bán buôn như thế nào, thứ hai là người ta hàng của người ta như thế nào, người ta ở đâu rồi mình mới làm ăn, chứ không phải là ở đâu đâu tự nhiên vô cọc 500 ngàn làm ăn, phải tin thì mới làm ăn, còn không thì thôi. Ok chưa? Rồi nước hoa dùm em 99 ngàn, 10 chai. Rồi nước hoa 10 chai, đúng không? Mấy chị thấy em nói tư tưởng của em là vậy đó, tính của em là nó vậy đó, mấy chị nó bị mát chứ không phải là gom, nhưng mà đúng. Rồi nè, bữa đó là bà đặt đồ nước hoa nam không à? Nguyễn Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Thanh Thảo. Ừ, Nguyễn Thị Thanh Thảo chọn đi mai chị chốt luôn cho, hồi chiều đáng lại chốt mà chị mệt quá, chị đi truyền nước xong rồi không có chốt đơn, chiều xong la hồi trưa la xíu xong xỉu mất. Nước hoa cho Nguyễn Mỹ Duyên, nước hoa cho Nguyễn Mỹ Duyên, nước hoa cho ai? Vivi, cho Vivi, anh Nguyễn, cho anh Nguyễn, Trần Thị Tuyết Sương, cho Trần Thị Tuyết Sương, Nhi Lê, Nhi Lê, Thanh Thư, Thanh Thư, Nguyễn Trang Mai, chân váy có đen luôn, xích ly có đen luôn, Nguyễn Trang Mai, váy hiu mặt chưa bán luôn á, chưa lên luôn á, chưa lên nổi luôn á, bởi vì sao đang xả của mấy mẹ la la này, chưa có điện thoại này, 22 thơm vô cùng, thơm vô cùng, cho Phương Phan, cho anh Ngô, sexy, mùi rất là sexy, còn một chai à, Tiểu Tinh Linh lấy không, Tiểu Tinh Linh ơi, Tiểu Tinh Linh lấy không, nè, đây nữa nè, nè. Ủa dễ sợ luôn á, chứ phải bình thường đâu, ủa bình thường đâu. Không xả bao giờ hết chứ thôi bà ơi, chứ giờ biết làm sao. Rồi, cho em mã 22 giùm em nha cả nhà, 99 ngàn đi, mệt quá em nổ não quá. Tại sao không bán mấy cái đồ linh tinh này nữa. Rồi, 99 đi. 99. Ok chưa, 22 99 giùm em luôn đi. Nè, cái lăn côn này em nói thiệt nha. Cái em... vậy? Hả? 22, đâu có đâu, thì kia là trong chốt á. Rồi, cái lăn côn này chị nào mua rồi chưa, xài chưa, xài nó không sướng không khoe thì thôi luôn á, em có một chai hàng hiệu nhưng mà nó cũng chưa chắc. Ừ, 22 một mớ đây nè, 2, 4, 6, 7 chai, 7 chai lăn côn giùm em luôn, 99 ngàn luôn. Rồi cái này là em vừa bán vừa tặng cho mấy chị luôn nha, vừa bán vừa tặng á. 22 cho Louis Nguyễn, 22 cho Louis Nguyễn, Trần Thị Tuyết Sương, Trần Thị Tuyết Sương lắp 500 bao chất cốt mở bạch phòng một cái gì, Triều Tỉnh, Thanh Thư, Thanh Thư. Chị Huệ Lê lấy loại nào, chị ơi comment số chính xác cho em đi chị ơi. Lấy gì chị, ghi gì? Chị ghi nước hoa nữ, em biết nước hoa nữ nè, 20 lăn cơm cho chị đi nè. Rồi, chị Huệ Lê lăn cơm. Lăn cơm cho chị Huệ Lê nè. 7 chai đúng không? 1 2 3. Nè. Rồi. 22, ghê 22 cho Mi Phạm. 22 cho Mi Phạm. Có ở còn nha. Cho Đinh Thí Diễm. Đinh Thí Diễm. 6. Một người cuối cùng Lan Trần thế. Lan Trần. Rồi cho em mã chai nhỏ đi, cái này em tặng cho cả nhà. Rồi chai nhỏ em tặng cho cả nhà nha, cả nhà nhé. 9k, ok chưa? Cái này chai nhỏ em tặng cho cả nhà 9k luôn. Rồi xong luôn. Nên em nói rồi, hôm nay ai mà tư tưởng muốn làm ăn thì cọc trước cho em rồi làm, còn không thì thôi. Em cũng hàng không ấy thì còn vậy đó, vậy đó. Bây giờ muốn ấy nữa, mất thời gian lắm nha. Rồi cho em mã tặng 9k giùm em kèm số điện thoại. 9k kèm số điện thoại. Đi kiếm nước xong gì là định đi nghỉ ngơi đó mấy chị. Mà tăng xong lên não chịu cũng được. Tính lên tăng xong lên chịu cũng được. Rồi tặng đi. Ông ơn tặng cho ai đó ông tặng? Tặng cho Nguyễn Vinh. Tặng cho Nguyễn. Trời ơi cái quần này em nói với mấy bà nha, 10 người lấy cái quần này về là hết 11 người khen. Tại vì sao giới thiệu cho bạn mua tiếp? Tất nhiên là phải 11 người quen, 11 người khen rồi, đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Phong rất là đẹp. Rồi cho em mở quần này size M, size M cho em nhé. Size M cho em tầm 49-50kg đổ về. Có một em mã quần size M. Cái này không có sale gì hết, 79 ngàn quần size M 79 đi. Tại vì cái mã này hôm đó em đã bán tri găng cho cả nhà rồi. 9k cho Mai Hạnh, 9k cho Mai Hạnh. Quần này đẹp lắm, đúng rồi. Thì em nói là 10 người mua thì sẽ có 11 người khen. Bởi vì sao? Giới thiệu bạn mua tiếp mà. Rồi quần đen size M 79 ngàn. Đúng không? Cái gì nó cũng phải có lý do của đó hết. Rồi cho nhỏ tặng rồi nha. Rồi đưa cái túi luôn, đưa cái túi luôn cho vợ đi, cái túi nữa à. Cái túi nữa đi, cái túi nữa. Ác ô ác nhiệt gì đây, ác ngon ác nhiệt vậy đó. Rồi áo vàng giùm em luôn, 45 ngàn vàng, 45 ngàn vàng. Em mua quần này 2 lần rồi nên siêu xinh mang đã nữa, đúng rồi, thiệt sự một loại anh hết cha rồi. Nguyễn Công An 79 ngàn quần không sao rồi, vàng 45. Cái túi này mấy chị, thiệt sự luôn á, bán từ lúc nó lành lặn, đẹp đẽ, bao nhiêu người dành. Tới bây giờ, cái nắp nó bị nó bị bể luôn. Mà biết sao em chịu đơn, đi lên đi xuống dẫm á, nó bị bể luôn á mấy chị.
mờ còn không sai. Mờ mờ là gì? Hết rồi, hết rồi. Cái đó hình như em còn size 2X đó. Size 2X. Bao đẹp. Mất mẹ mất cái tờ giấy chép code mã vạch, mất cái gì bill mua hàng gì mất. Đó, từ cái lúc mà nó sạch đẹp, nó tinh tơm tới bây giờ như vậy nè mấy chị. Đó, thấy chưa? Mà cái này là ngay cái bữa đầu tiên là dành mua quá trời đó. Vàng 45 cho Nhi Lê. Vàng 45 cho Nhi Lê. Rồi, cho em mà chị nào hôm bữa là ai mà thúc đem mà 12 giờ để mua cái túi này luôn đó. 12 giờ đấy. Thiệt luôn á, bà nhớ không? Đã nhận túi đẹp lắm. Đúng rồi, em nói thiệt luôn á. Thúc 12 giờ đem để chốt được cái túi đây nè. Chứ không phải là bình thường đâu nha cả nhà nha. Em nghĩ bôn cái gì xả cái gì, cái túi không bao giờ đâu mà ai ngờ cũng xả, ai ngờ cũng bôn của em nè mấy chị. Bắt ra mất cái hộp uổng, rất là uổng luôn á. Rồi, cho em mã túi giùm em luôn, 99 ngàn. Em sẽ bán tặng cho cả nhà túi 99 ngàn. Túi 99. Tốt giùm em mã túi 99 nha cả nhà nha. Mua nhớ về cho em feedback nha cả nhà nha. 7, 7 nha. Nhớ mua túi, nhận túi đẹp xong về cho em feedback nha cả nhà nha. Ok chưa? Túi chị bán được lắm, cảm ơn chị. Rồi, nhớ mua về cho nhận em feedback nha cả nhà nha. Rồi. Rồi, túi 99 cho Ngọc Thủy. Túi 99 cho Ngọc Thủy. Trời ơi, đẹp chưa? Áo LV bao sang chảnh luôn cho em luôn. 55kg đổ về, chốt giùm em mã LV giùm em nha cả nhà nha. Nam nữ gì mặc cũng được hết, chốt giùm em mã LV giùm em luôn. 50, LV 50. Sẽ view đây nha. Rồi, nè mấy bà, tôi nói thiệt không biết chứ, tại vì khúc này tới khi nào luôn á. Thiệt luôn á mấy chị. Em không biết việc khúc này tới khi nào luôn á. Tiền to, sóng lớn, bán càng nhiều, xả càng nhiều vậy đó. Có những thứ con, cái ngày mà phải ngồi nói nhảm vậy nè mấy bà. Rồi, túi 99 chốt rồi nha. Nhận túi rồi, xinh xắn lắm, cảm ơn chị. Em nhận hai túi ba ra ngọc trai đẹp lắm. Rồi, cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Rồi, cho em mã LV 50 đi. Chân váy kèm, cái này là quần giả váy màu kem giùm em nha cả nhà nha. Size S tầm 48-49kg đổ về, chốt giùm em mã kem giùm em 49 ngàn. LV 50 cho Kim Anh Vũ. LV 50 cho Kim Anh Vũ. Rồi, kem 49k kèm số điện thoại cho em. Kem 49 ngàn. Nói thiệt với bà, không còn một cái dây lưng quần ở nhà luôn, chứ đừng có nói xả tới sáng cũng chưa hết. Ừ, tới sáng cũng chưa xong luôn á, em mệt luôn á mấy chị. Kem 49 cho Hải Sara. Kem 49 cho Hải Sara. Rồi, quần múa size M giùm em cả nhà nhé. Quần múa size M cho em 60 ngàn. Quần múa size M 60 ngàn. Quần múa size M 60 ngàn. Nguyễn Thị Ánh Tuyết nè, hỏi mua sỉ ship gì, bơm hàng 2 lần. Lần 1 bên em cho cơ hội bán lại, trả tiền ship bên em bán lại. Lần 2 bơm luôn, gọi không bao giờ nghe máy. Làm ăn mà gọi gọi không bao giờ nghe máy. Thì ai mà dám mua hàng của em. Phương Trâm. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Bình Dương. Bơm 2 đơn em mới nói đó. Cái gì? Ngố cho Phương Trâm. Ngố cho Phương Trâm. Một đơn đang đi trên đường nha. Một đơn 500 mấy 600 ngàn đúng không? Đang đi trên đường. Còn một đơn đặt ở đây. Rồi, xong về với về. Ok, bye bye. Rồi, cho em mà. Trời, cái quần sốt đen này hơi bị đẹp luôn. Quần sốt đen này như cái váy gì đó mấy chị. Cái quần sốt mà như cái váy luôn, đẹp lắm luôn á. Rồi, quần sốt đen giùm em luôn nha, 55 ngàn. 60kg là ok luôn, sốt đen 55 ngàn. Kèm số gọi cho em. Trời ơi, cái quần suông này cả nhà. Xinh chưa? Rồi, chốt giùm em mã quần suông, mặc như không mặc luôn á mấy chị. Quần suông 60kg đổ về, chốt giùm em mã suông đen giùm em nha cả nhà nha. Đen 55 cho Phương Phan. Đen 55 cho Phương Phan. Rồi, cho em mã quần suông luôn, 60. Suông đen 60. Cái này xong có bill gì trời. Suông đen 60. Rồi, cái này quần Mickey size S. Đẹp đỉnh. Suông đen cho Bùi Thị Thanh Trúc. Suông đen cho Bùi Thị Thanh Trúc. Rồi, cho em mã Mickey size S giùm em nha cả nhà nha. Mickey size S cho em 55 ngàn. Mickey size S. Mickey size S 55. Kèm số hỏi cho em nha cả nhà nha. Mickey size S 55. Rồi. Trời đất ơi, cái áo này mấy chị. Màu đèo màu cam. Rồi, cho em mã cam giùm em nha cả nhà nha. Chốt giùm em mã cam giùm em 55 ngàn. Mickey S cho Hạnh Farm. Mickey S cho Hạnh Farm. Rồi, cam 55. Cam 55 kèm số gọi. Hạnh Farm sắp đen rồi. Nhầm. Hạnh Farm không phải hả? Mi Farm. Mi Farm, Mi Farm chứ không phải Hạnh Farm. Xin lỗi, xin lỗi. Mickey S cho Mi Farm chứ không phải Hạnh Farm. Rồi, cái này đầm giùm em luôn nha cả nhà nhé. Đầm giùm em luôn. Caro. Chốt giùm em mã Caro giùm em luôn nhé. 55 ngàn. Caro 55 ngàn. Nam bó 55kg đổ về, chốt giùm em mã Caro.
Cam cho Hằng Thúy cho xin số điện thoại chị ơi. Cam cho Hằng Thúy cho em xin số điện thoại nha chị ơi. Các chị ơi, bill mới cho em xin số điện thoại nha. Và đừng có bôn với xã nhà em nữa nha. Tôi đủ tả tơi lắm rồi. Trời ơi, cái chân váy này hơi bị xinh. Chân váy xếp ly đen. Rồi cho em ở chân váy xếp ly đen giùm em nha cả nhà nhá. 59.000 xếp ly đen 59. Trời, khi nào mới xong đây trời. Xếp ly đen 59 kèm số điện thoại cho em. Khi nào mới xong đây trời. Nhiều lắm mấy chị ơi. Tiếng đồng hồ đã trôi qua, Thằng Thí cho số điện thoại rồi. 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 Mới đi chuyền nước về đó mà đập cái này chắc tăng xong chuẩn bị mai vô chuyền nước tiếp. Rồi, cho em mã này giùm em nha. Size 32. Size 32 giùm em 665 kg, tầm 65 kg. Chốt giùm em mã size 32 giùm em, hàng co giãn giùm em nhé. Size 32 giùm em 99.000. Chân váy cho Mai Quỳnh. Chân váy cho Mai Quỳnh. Rồi quần jean size 32. 99.000. Sao lập cái hộ co giãn đã lắm luôn á. Rồi cho em mã này, mã cũng size 32 luôn mà màu xanh. Cho em cái này là mã 10 đi. 99.000 mã 10. Quần 32 gì cao trúc ly. Rồi cái này cho em mã 10. Mã 10 99.000. Từ từ đi. Từ từ bỏ cái đó qua bên đi, em bán cái đầm em mặc cái này. Rồi cho em mã đầm hiếu mặc giùm hiếu luôn nha cả nhà nhá. 79.000 đầm hiếu mặc luôn đi ha. Đây. Cái này đỉnh, đỉnh đẹp. Nó có hai cái dây hai bên nè, như em nè, là em ốm đúng không? Thì em cột vào. Em cột vào nha, chị nào mặc thì chị thả ra xíu. Mã 10 cho Nguyệt Anh. Mã 10 cho Nguyệt Anh. Rồi cho em mã baby doll đen giùm em, kèm số điện thoại giùm em 79.000. Chốt giùm em mã đen 79. 55 ký đổ về, chốt giùm em mã đen 79. Chốt cho tôi. Thân thị anh đầm hiếu mặc. Rồi chốt giùm em mã đen 79. Ngô Mỹ Nhân. Ngô Mỹ Nhân. Sang Nguyên. Ê, Sơn Nguyên 32 đen em hết rồi chị. Đằng Linh hồi chiều có rồi trong bộ, em có bỏ cho chị rồi. Em thấy đẹp em có bỏ cho chị rồi. Rồi cho Trà My. Cho My Trà chứ cho Phạm Kim Anh. Cho Kim An. Chị chị Trần Linh có rồi, em có bỏ hồi chiều em có bỏ cho chị rồi. Thấy đẹp em có bỏ rồi. Rồi cho em mã một cục lẻ đi. Có lẻ gì? Cả trong giường. Chưa. Xả một bó đây nè, bây giờ xả cái khi nào mới xong để bán kèm giống chị chứ mấy chị ân sẵn không còn nữa, nhiều lắm. Khi nào mới xong một đống hơn trước mặt em nè nha, em thấy mất mệt luôn á. Rồi trời ơi, rồi chốt giùm em mã đầm vest đen này bao nhiêu người dành không, không được này, hôm nay có nè. Rồi chốt giùm em mã đầm vest đen giùm em 79.000, 55 kg đổ về là mặc ok giùm em nha cả nhà nhé. Rồi cháu giùm em mã đầm vest đen giùm em kèm xuống hỏi cái này size mò 55 kg đổ về cho em đơn giản. Cái chị thiệt tùng thoải mái giùm em luôn nha. Để nó đổ này. Rồi đầm vest đen giùm em. Ủa đầm dưới mặt con mà chưa tốt hả? Còn một cái đầm mặt thì tốt đi. Rồi đầm vest đen giùm em 55 kg đổ về nha, 79 nha. Đầm dưới mặt chị Đinh Ngọc nè. Rồi đầm vest đen giùm em nha, chị Vũ Thị Dung. À đang 79 mà chị Vũ Thị Dung mà đang 79 không phải. Vest đen cho Duyên Duyên. Vest đen cho Duyên Duyên, vest đen cho Kim Hoàng 79. Ủa. Khoan 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 xin lỗi, Kim Hoàng không có, có một cái à. Em lộn mấy chị ơi, em lộn. Em nhìn nhầm mà. Cục lẻ em xin lỗi nha, em tưởng lên cục đen. Rồi cho em mã Kim Hoàng không có nha chị nha. Trời ơi cái quần đen bo này mấy chị. Đã ghê luôn á. Mặc không sướng thì không lấy tiền cả nhà đâu. Theo chỗ này nè. Rồi cho em mã quần đen giùm em, đen theo giùm em nha, 60kg đổ về 69.000. Cháu giùm em mã đen theo. Đen theo 69 kèm số điện thoại giúp em nha. Đen theo 69. Làm vest đen hết rồi, cháu giùm em mã đen theo 69 nha cả nhà nha. Cháu giùm em mã đen theo. Đen theo giùm em nha. Trời ơi. Y như vậy mà rút. Không có theo thay vì đi rút. Ok chưa? Rồi, cái nào cũng đẹp hết. Quần nào cũng được hết. Uyên Vi. Cho đem lên thêm cho Uyên Vi. Rồi cho em mã rút đi. Mã rút đi nha cả nhà nhá. Mã rút. Trời đất ơi, con nó đẹp nè mấy chị. Cái cổ của nó đẹp chưa? Rồi khoác đen giùm em 69.000. Rồi khoác đen 69.000. Rồi đen rút cho Bùi Thị Thanh Trúc. Đen rút cho Bùi Thị Thanh Trúc. Ủa em hỏi thiệt chứ chẳng lẽ em bán quần xấu dữ hay sao mà bà bôn xả không vậy mới là. Không nói thiệt luôn á. Không hiểu sao luôn á. Lúc like thì dành mua xong rồi xả thuốc bơm làm sao.
đồ xấu dữ vậy hả mấy má? Trời ơi đẹp chưa? Quát đen cho Tuli Teresa. Quát đen cho Tuli Teresa. Rồi cho em mã chân váy caro giùm em size M 53 kg đổ về. Nhìn đẹp chưa? Caro size M 53 kg đổ về cho em. Caro size M mấy bạn nhìn giúp cái điện thoại nó đau đầu quá. Caro size M chốt đi. Rồi caro size M 53 kg đổ về. Nè cái áo này nè mặc đi hơi bị tan sự mịn. Chốt đi đi. Caro cho Phượng Lê. Không biết đẹp không mà gần 2 triệu tiền đồ. Nè mấy chị nhìn cái áo nè đã chưa? Cái vải của nó ánh nhũ lên nó sang lắm. Sang lắm. Đỉnh. Rồi cho em mã sơ mi đỉnh 69 nha. Cái này có lẽ lẽ mà chị Trần Linh chọn. Chốt đi mà, chốt đi. Sơ mi đỉnh 69 nha. Trời đất ơi nè mấy chị coi nè. Bán chưa đồ chưa đủ đẹp hay là chưa đủ rẻ? Sơ mi. Hay là bà muốn nghỉ luôn bán sỉ thôi. Ai cặp thì em cho trộn, còn không cặp thì thôi em khỏi cho trộn. Rồi cho em mã đầm đen giùm em 69 nha. 53 kg đổ về chắc giờ. Sơ mi đen cho sô cô la lớp. Sơ mi đen cho sô cô la lớp chắc giờ là 69 là đầm đen 69 hả? Cái gì ta? Cái gì ta em mình nói gì ta? Hay là giờ mỗi người cọc 50 ngàn đi rồi chọc nơi còn không thì tôi chứ giờ cứ xả mấy giờ đau đầu quá mất thời gian quá. Rồi cho em mã xám giùm em 50 ngàn. Quay xin lỗi. Xám 65 ngàn xám. Có gì vậy ba? 69 ngàn. Đen 69 cho Thùy Hình. Đen 69 cho Thùy Hình. Em đấu đi giờ nhìn vô cái đó đau đầu lắm. Nó chạy cuối xuống đóng mặt. Trời ơi coi nè quần kem là đẹp chưa? Quần kem bo giùm em 69 nha. Chốt giùm em mã kem bo 60 kg đổ về. Xám 50 cho Tuyên Vi. Xám 50 đâu, xám 65. 65 nhầm. Ừ. Rồi quần kem bo, chốt kem bo đi. Trời ơi kem có cái chưa đủ đẹp quá trời. Chưa đủ rẻ hay gì trời. Thiệt sự luôn á. Kem cho Vân Tân Thanh. Kem cho Vân Tân Thanh 69. Ừ, cho 69 nha. Chưa đủ đẹp hay gì chứ thiệt luôn á trời. Áo này người ta bán 200 mấy, 300 mấy nhà em bán có 69 ngàn. Chưa đủ rẻ. Chưa đủ rẻ rồi. Nhưng mấy chị mới chơi em như vậy. Đã không? Bán 96 ngàn là đủ rẻ. Bán 96 ngàn mới đủ rẻ đúng không? Rồi cho em mà hút đi kem giùm em. Hút đi kem giùm em nha. 69 ngàn hút đi kem. Chốc đi ba. Hút đi cho Thanh Dương. Hút đi cho Thanh Dương. Rồi tiếp tục. Hút đi cho Thanh Dương giùm em nha. Rồi xả tiếp. Mẹ mắc rồng nào đây. Xả tiếp. Ủa Phương Anh này vậy mấy hôm nay đặt hàng hoài nè. Cái quần nè. Hàng này thì tôi đừng nói tới cái độ xịn của nó. Mấy chị. Hàng này thì đừng nói tới độ xịn của nó nữa. Thật sự luôn. Rồi cho em mã quần nâu đi. Quần nâu giùm em nha cả nhà, size S 69 nha. Chốt giùm em mã quần nâu size S 69 nha. 48-49 kg đổ về, chốt giùm em mã quần nâu. Chị Phong bún biển này gọi cho chị 4 ngày rồi không nghe máy luôn. Hồi chiều gọi lại cũng không nghe máy nữa đúng không chồng? Chồng tôi gọi bà cũng nghe máy nữa chứ đừng nói với đứa nhân viên. Quần nâu cho Hồ không chốt được cho chị luôn á, 4 ngày rồi. Quần nâu cho Hồ Thanh Nở. Không được gì hết vậy anh Vinh kìa, cao xì lẹo hoài. Em cái gì mới em cuốn xuống thì em chóng mặt cho nên chồng em chốt hết á. Chứ không em muốn chốt. Rồi cho em mã xanh giùm em nha cả nhà nha, 65 ngàn xanh. Có được em mã xanh 65. Ở đây không có ai tin Vinh hết em. Chốt đi rồi, xanh 65. Chưa lên, chưa thấy. Rồi cái này có một cục nè. Rút luôn nha mấy bà luôn nè. Xanh 65 chưa? Rồi chốt đi. Trời ơi quần sạch sáng. Đẹp chưa? Xanh cho Phượng Lê 65. Xanh cho Phượng Lê 65. Rồi cho em mã sạch xám cho em. Mấy cái quần này em nói thiệt mấy chị mặc chất lắm. Xanh còn quá chốt đi. Xanh cho Phương Phương. Cho em xanh cho Phương Phương. Rồi cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Xám giùm em 65 ngàn xám. Chốt giùm em mã xám 65 ngàn xám. 55 kg đổ về nhá. Xem nó giống xe này không vậy? Giống. Bấm vô. Bấm nữa lấy cho. Nhất màu quá. Rồi cho em mã xám 65 ngàn xám. Xám
65.000 tháng rồi đi. Sám 65.000 sám. Trời đất ơi. Hết luôn á. 53 54 ký đổ về. Trời ơi, một cái quần bách đi trắng và một cái hoodie kem. Chốt giùm em mã set kem chữ giùm em 99.000. Chốt giùm em mã set kem chữ 99 ra nha. Kèm số điện thoại. Set kem chữ 99.000. Set kem chữ đó cho mình. Có 3. Set kem chữ còn 3. 800 mai hả? 800 mai hả? Rồi. Set kem mà hết rồi. Set kem rất chào sĩ thì mới 3 triệu lấy. Mika Châu, Nguyễn Anh Thi. Nguyễn Mika Châu, Nguyễn Anh Thi. Và Tiến Đặng. Tiến Đặng. Bao đỉnh. Set kem nó bao đỉnh. Em chào sĩ hết rồi. Rồi cho em mã khoác dinh giùm em, bao đỉnh. Khoác dinh. Không ghiền không lấy tiền. Dày nha, dinh dày nha, nam nữ mặc cũng được hết. Chốt giùm em mã khoác dinh giùm em luôn, 85.000 khoác dinh. Khoác dinh 85.000. Em có 3. Khoác dinh 85.000, em có 3. Chốt đi ba, khoác dinh. Bự dày, thiêu đỉnh. Khoác dinh 85.000, chốt đi ba. Dinh cho Hương Farm. Dinh nha. Hương Farm. Cho Hương Farm. Cho Diêu Thanh. Cho ai? Jessica phải không? Cái gọi là Jessica. Ừ. Diêu Thanh. Ừ. Còn hết. Ba ba. Rồi phát chim cho Uyên Vy. Cho Uyên Vy. Rồi ok. Rồi cho em mã sạch lên sạch giùm em nha. 65.000 lên sạch. Lên sạch 65.000. Chốt giùm em mã lên sạch 65.000 kèm số điện thoại giúp em. Lên sạch 65 kèm số điện thoại giúp em. Lên sạch 65 kèm số điện thoại giúp em nha cả nhà nha. Em có 3. Chốt giùm em mã lên sạch. Lên sạch 65. Lên sạch cho Như Khanh Huỳnh Quân, Như Khanh Huỳnh Công. Phát kinh em hết, lên sạch cho chị Nguyên Nguyên. Đẹp quá mấy chị ơi. Thiệt sự luôn á. Rồi màu hồng cam, chốt giùm em mã hồng cam giùm em. 65.000 hồng cam. Thấy Vi Hà, còn một hộp. Rồi hồng cam giùm em nhé. Ok chị Mỹ Thảnh nha. Sọc cho Nhung Nguyên. Sọc cho Nhung Nguyên. Trời ơi. Khoác đen giùm em kèm số ngọt. Cho em mở khoác đen giùm em nhé. Hai túi là dáng dài. Khoác đen giùm em nguyên cả nhà nhé. 59.000 khoác đen. Có thì em mở khoác đen 59. Khoác đen 59 kèm số ngọt cho em. Rồi Nhung Nguyên có rồi mà. Nhung Nguyên có rồi mà. Khoác đen chữ hết rồi nha cả nhà nhé. Rồi xếp caro giùm em luôn, kèm số điện thoại cho em. Xếp caro giùm em nhá, 79.000. Một cái áo caro, một cái áo đen này, rút dây. Cái này đen 59 cho Vi Hà. Phát đen 59 cho Vi Hà. Lên sọc cho hoa hồng đen. Lên sọc cho hoa hồng đen, hàng này siêu co giãn luôn. Đã lắm. Một cái đen rút. Rồi một cái chân váy caro, rồi chốt giùm em mã xếp cái quần giả váy. Ok chưa? Rồi cho em mã xếp caro giùm em, kèm số điện thoại cho em. Chốt giùm em nhớ mã xếp caro nha cả nhà nha. 79.000. Xếp caro 79. Ủa còn 8 hoa chốt kìa. Xếp caro 79. Lấy xếp. Còn á, còn á. Ấm đi. Xếp caro 79 kèm số điện thoại. Xếp caro 79. Xếp caro cho Vi Hà. Cho Ngọc Bùi. Cho Ngọc Bùi. Rồi cho em mã cam chữ giùm em, 79.000 cam chữ, 60kg mặc ok luôn. Ok chưa? Nè. Túi nè, đã chưa? Rồi chốt giùm em mã cam chữ giùm em, 79.000. Xếp cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Nguyễn Thị Thanh Thảo, cam chữ 79. Rồi, đen chữ 79, hàng này mặc đỉnh của đỉnh luôn đó chị. 60-65kg mặc ok, bầu bí riêng chị nào bầu ký. Quất liền cho em mấy cái về mặt. Không ghiền không lấy tiền luôn. Rồi cam chữ, đen chữ 79.000 nha cả nhà nhé. Cam chữ cho Kim Phương Nguyên. Cam chữ cho Kim Phương Nguyên. Rồi đen chữ. Xả nữa đi chị. Ủa em ơi, chị xả 1 tiếng đồng hồ rồi em chưa thấy đủ hả? Xả gì nữa? Xả lộ 1 tiếng đồng hồ rồi chưa thấy đủ hay sao? Mấy đứa này hả, nó ưng chặt mình chửi hay sao ta? Thiệt luôn á.
Rồi cho em mã xanh chữ giùm em 79 nha. Đen chữ cho Kim Phương Nguyên luôn. Đen chữ cho Kim Phương Nguyên luôn. Chốt giùm em mã đen chữ cho chị Ngọc Thủy nè. Đen chữ cho Ngọc Thủy nữa nè. Rồi cho em mã xanh chữ 79 mặt ok luôn. Nãy cho người ta bán luôn mấy chị. 028 638. Rồi. Ủa chị Kim Phương Nguyên số điện thoại trong máy khác mà cho lại số khác thay đổi dùm lâm. Chị đổi số hả chị hay sao? Xanh chữ cho Phạm Oanh. Xanh chữ cho Phạm Oanh rồi vàng chữ. Vàng chữ nè, cam chữ 79 ngàn nhé. Vàng chữ, cam chữ hay này mấy chị nên mua, mấy chị nên mua một cái về mặt. Không ghiền không lấy tiền. Chốt đã. Rồi vàng chữ, cam chữ. Chứ được thì chị chết chứ giờ sao, tự nhiên ở đâu like xả cho mấy em mới mua cho bằng được đó sao. Người ta xả từ nãy giờ không thấy ớn nè. Rồi, cam chữ. Cam chữ cho My Nguyễn. Không bấm lộn, ok. Rồi xám chữ. Cam chữ, vàng chữ, xám chữ, xanh cô ban nè. Xám chữ nè, màu nu nè. Rồi, màu xanh cô ban, màu xám, màu nu. Ok chưa? 79k. Set caro luôn, 79 luôn. Set caro 3 món, 79 ngàn luôn nè. Ai xả ra nè. Set caro 3 món, chị nào chưa có thì lấy. Xám cho Liên Mai. Xám cho Liên Mai. Xám cho Phạm Oanh. Xám cho Phạm Oanh. Rồi caro giùm em, 79 nha. Chốt giùm em mã caro. 3455 ký đổ về nha. Chốt giùm em mã set caro 3 món, 79 nha. Chốt giùm em mã set caro này nha, 79 ca tiền xuống tạo. Rồi, cái này set caro giùm em. Set caro cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Rồi cho em mã bidon giùm em nè. Dễ thương. Rồi, cái này em xây cho cả nhà luôn, 49 ngàn luôn. Rồi, bidon 49. Bidon 49. Nè, có 4 cái màu đen, một cái màu đỏ. Ta đưa cái hạ cái xào này xuống bán giá, tà lao mới lao bán luôn đi cho để chỗ làm hàng. Cái xào đây. Em xây hết, bữa nay em xây hết cho cả nhà luôn. Vừa bán vừa tặng. Rồi, đỏ, bidon đỏ nữa nha. Đen với đỏ. Bị lỗi là lỗi gì? Ủa cái này hôm bữa lỗi xong rồi tặng cho ai đâu mà? Không, bữa đó đóng hàng bị lỗi. Không. Cái này hôm bữa bị lỗi chỗ này nè, cái vai nè. Cái xong cái ở đây là chỉ có đặt bên sẵn không nhận, gọi là không có đơn xả ra thôi. Không, cái này nè hôm bữa em nhớ tặng cho ai rồi mà ác nhân, đứa nào vậy ác vậy trời. Rồi Babylon Caro giùm em nha, Caro. Babylon cho Tiên Lê. Babylon cho Tiên Lê nè. 49. Babylon cho Tiên Lê đang chữ hết rồi. Babylon cho Nhi Lê. Set Caro cho Đức Kim. Set Caro không có, Đức Kim không có nha. Babylon cho chị Thu Hằng Võ, 3 4 cái đúng không? Hai màu cho chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, hai cái hai màu, ok. Rồi. Rồi cho em mã cái này nè mấy chị. Là nó bị lỗi chỗ này. Áo này đẹp lắm. Nhưng mà nó bị xúc đen, xúc cái đường lên chỗ này nè. Chị nào khéo tay thì móc lại. Còn không khéo thì mình đi ra người ta đạp lại cho mình một đường. Là ok ha. Cái này em tặng. Chốt giùm em mã tặng giùm em. Bữa nhóm tặng rồi mà biết là nó ấy á. Em xả cái xào trên này chúng này để cho nó trống cái nhà để có chỗ làm hàng. Rồi cho em mã tặng giùm em nhé. Tặng. Cái gì? Mã tặng. Trời ơi cái yếu. Rồi chốt giùm em mã tặng đi cả nhà ơi. Yến thì còn không? Yến thì chả mấy rồi, còn một tí nữa. Dễ luôn á. Yến là Caro hả? Ừ, baby đơn á. Rồi chốt em mã tặng đi. Tặng tặng tặng. Ai vậy? Ai? Tiên Lê là ai? Đức Kim cho số điện thoại chị Đức ơi. Đức Kim không có, nhầm bill, nhầm bill mà có set Caro mà hết rồi. Tặng giùm em nha cả nhà nhé. Tặng cho bùm tè. Rồi cho em mã yếm giùm em luôn. Xả luôn cho cả nhà luôn, 69 ngàn luôn. 55 ký đổ về cho giùm em mã yếm. Xả luôn 69 ngàn. Cái này là đầm này size size S. Rồi đầm kem size S giùm em kèm beo luôn. Xả luôn cho cả nhà luôn, bao nhiêu đây ta? Đầm này bán nhiêu ta? Rồi đầm kem size S em xả luôn cho cả nhà luôn đi. 99 ngàn luôn cho hết. Rồi 99 ngàn đầm kem size S 99 ngàn. Đầm kem size S 99 ngàn. Rồi xong chưa? Yếm 69 chưa? Yếm cho mèo con. Rồi đầm kem size S 99 ngàn.
Rồi cái đầm đen giùm em, đầm đen size S luôn, 99.000 luôn. Đầm kem size S, đầm đen size S 99.000. Chờ em một chút nha. Tối nay em dẹp dẹp chỗ, dẹp chỗ mai làm hàng, mai quá trời hàng hóa về hết. Rồi. Đầm đen size S, đầm đầm kem chưa? Đầm đó siêu đẹp, cảm ơn Diễm My. Rồi đầm kem chắc chưa ba? Chưa. Đầm kem cho chị Phượng Lê. Đầm đen, đầm đen cho Tiểu Tinh Linh. Rồi, không kịp thì bấm vô cái đầm, cái đầm luôn. Chân váy nè, hơi bị xịn tò. Chân váy đen đuôi cá giùm em nhá, size S tầm 48 49 kg đổ về. Chốt giùm em mã chân váy đen luôn. 55.000 chân váy đen. Chân váy này form siêu đẹp luôn á. Chân váy đen 55.000. Đầm đen em hết rồi á. Ba vô kêu coi ở đầm shop còn không ba? Trời em xíu đem vô trong đây có nhiều cái hay ho. Lấy ra em xây cho mấy chị. Đi, vô vô lấy đi. Coi ở đây. Em có nhiều cái hay ho lắm, ở trong kho á. Rồi cái này cho em mở chân váy xây mò. Chân này dìu luôn á, bữa em có mặc qua nè. Hả? Chân váy đen cho Huệ Hoàng. Rồi cho em mã chân váy nu xây mò 53 kg đổ về. 59.000 nu xây mò. Caro đỏ này cho cái gì Thanh Thảo gì rồi nè. Rồi tiếp tục. Dẹp luôn cái này luôn cho rồi. Rồi thun đen cho em luôn nha. Bán cho cả nhà nhiêu ta? 35.000 đi ha. Hàng tà bà hết. Rồi thun đen 35. Cháu dùm em mã đen 35. Chân váy size M chưa? Chân váy size M đi mấy chị ơi. Chân váy size M cho đẹp út. Rồi thun đen 35. Rồi dục hết ra đây. Còn nhiêu dục hết ra đây xoay luôn hết luôn. Rồi thun đen 35. Ai có ghi giá ưu tiên thun đen 35 cho Hà Thị Điệp Linh. Ok luôn nè. Thun đen 35 cho Hà Thị Điệp Linh nè. Rồi chân váy, chân váy xòe giùm em dễ thương lắm. Chân váy xòe luôn cho mấy chị luôn. 35.000 luôn. Cái này hạ sao là phải bán hết. Rồi cho em mở chân váy xòe 35.000 luôn. Thun đen 35, chân váy xòe 35. Ok chưa? Áo này là không phải là, cái này nó có một cái rốt ở ngoài nữa nè. Cái này nó có một cái rốt ở ngoài nữa nè, đâu rồi nè. Chân váy mờ rồi nè. Chân váy đen là 55. Chân váy nu là 55. Chân váy xòe 35 chưa? Cho Hải Sara. Mấy cái đó giờ bấm view đó là nó có. Trời ơi cái đầm này xinh lắm luôn á. Cái đầm này xòe là trắng xòe nè. Cái đầm này xinh lắm luôn mấy chị. Đầm vest mấy chị phối một cái bill mà sang sang vô là đẹp rồi. Rồi cho em mã đầm vest trắng giùm em luôn. 99 nè. Đầm vest trắng 99 nè. 53-54 kg đổ về. Này chị nào cao mấy 6 đổ lên mặt kìa. Chân váy xòe chốt rồi đúng không? Rồi đầm vest trắng 99. Đầm vest trắng 99. Cái này 2 dây nè. Bán rẻ cho cả nhà luôn 20. 2 dây vàng 20. Buồn ngay khỏi phải nói. Đầm vest 99. Đầm vest cho Vi Hà. Đầm vest cho Nguyễn Thanh Thị Thanh Thảo. Còn. Rồi cho em mã quần bách ghi giùm em nhé. Bách ghi xanh mò 52 kg đổ về. Xả luôn cho cả nhà luôn. 60.000. Bách ghi 60.000. Bách ghi 60 xây mò. 2 dây 20, 2 dây vàng 20. Kèm giá thì giúp em với nha cả nhà nha. 2 dây vàng 20 cho Văn Tăng Thanh. Rồi, quần bách ghi 60.000. Cho Khánh Đan Nguyễn xây mò. Ok. Rồi, nay sale nha, xả hết nha. Rồi cho em mã set hồng luôn. Set lụa hồng. Kèm số điện thoại cho em xả luôn cho cả nhà luôn. 65.000 set lụa hồng. Set lụa hồng 65. Set lụa hồng 65. Set lụa hồng giùm em nha cả nhà nha. Set lụa hồng cho Vi Hà. Rồi đậm màu tím. Đầm tím giùm em luôn nha. 50. Tím 50. Tím 50 giùm em. Cái này dễ thương lắm nè. Rồi cho em mã trắng cọc dây giùm em nha. 65.000 trắng cọc dây. Set hồng em hết rồi. Rồi cho em mã trắng cọc dây 65.000. Tím 50 cho Thanh Thanh Hiền. Tím 50 cho Thanh Thanh Hiền. Rồi sunny đen nè. Đơn giản chị nào cũng cần một cái sunny đen trong tủ đồ á. Những lúc mình đi này đi kia mấy chị. Ví dụ đi ngang hoặc là nói cho mình nhiều chị thích mặc áo sunny đen nữa. Nhiều thích mặc đen với trắng thôi. Rồi cho em mã sunny đen luôn giùm em luôn. 49.000 sunny đen. Trắng cọc dây. Trắng cọc dây 65. Trắng cọc dây 65. Trắng cọc dây 65 cho Phải Liên Tăng.
vải liên tăng. Rồi cho em mã rốt giùm em luôn. 45.000 rốt. Sơ mi đen cho viên viên. Sơ mi đen 49 cho viên viên. Rồi rốt giùm em 45. Rốt 45 kèm số điện thoại cho em. Rồi. Trắng nón giùm em luôn. 30.000 luôn. Trắng nón 30.000. Trời ơi cái đầm vàng xuông nữa kìa. Rất ghê luôn á. Trời ơi coi. Ui cái này. Cái này nó bị gì ấy chỗ này mất một phát tiêu rồi. Thôi. Cái này tặng đi. Cái này là rốt. Cái này cái gì về cắt lên đi mấy chị. Cắt lên tới đây nè. Làm đầm dấu quần được. Rốt 45 cho bình thường. Toàn. Cắt lên tới đây mặc đầm dấu quần mặc vẫn bình thường. Rồi cái này em mặc tặng nha. Đẹp lắm. Mà nó bị teo nó bị mất vô á. Nón 30 cho Hà Thị Diệp Linh. Nón 30 cho Hà Thị Diệp Linh. Rồi tặng vàng. Nè, nón 30 em có màu rêu luôn nè. Quốc luôn đi. Nón 30 cầu nè bác ha. Còn một cái màu trắng, một cái màu rêu. Đốt đi, nón 30. Cho nó hết luôn. Nón cho Quỳnh Nga. Nón cho Quỳnh Nga nè. Rồi cho em mã rêu 30. Mã rêu 30. Trời đất ơi, chân váy đen. Mã tặng đi. Tặng cho Quỳnh Trâm Nguyễn. Tặng cho Quỳnh Trâm Nguyễn. Rồi chân váy đen. Đẹp tuyệt vời. 60kg đổ về mặt ok cho em. Cháu của em mã chân váy đen giùm em 65.000. Đen 65. Rêu chưa? Rêu cho Nguyễn Vũ Thùy Hương. 30. Vàng là tặng. Tặng chưa? Rồi cho em mã đen 65. Rồi cái đầm hai dây hoa tím này thôi nhất cái nách. Hai dây hoa. Hai dây hoa giùm em luôn. 65.000. Hai dây hoa 65.000 kèm số điện thoại. Còn sao kia nữa. Cái này là có một cái áo rốt đen ở ngoài nữa mà không biết nó lạc đi đâu. Thôi cái này tặng luôn cho mấy chị luôn. Mấy chị có cái áo rốt mà vàng hay đen gì đó mình có ở ngoài mặc cũng xinh lắm. Rồi cái này áo tặng luôn. Chốt cho em mã tặng. Bữa nay em bị mát. Cho Nhã Uyên 65. Hai dây hoa cho Nhã Uyên 65. Ủa Nhã Uyên nhờ ai vậy? Rồi. Đây mã tặng luôn. Rồi. Muốn hết cái muốn hết nhanh nhất là đi tặng hết đi chứ rồi. Đúng không mấy bạn? Trắng cho Thanh Dương. Tặng trắng cho Thanh Dương. Trời ơi sếp. Rồi cái này là set 2 dây giùm em nè mấy chị nè. Giùm em cái hàng nhó. Cái này là set 2 dây. Xong rồi cái này mình rút lên nè. Cái này chưa đăng hình luôn á trời. Bán xong cái này đi nè. À bán cho đầm sốt xong luôn đúng không? Rồi chờ xíu. Set 2 dây vậy nè mấy chị nè. Cái áo 2 dây mình rút dây lên nha. Mình rút đường hoàng lên nó mới đẹp. Em rút dây là nó nhăn. Xong rồi kèm thêm một cái quần. Đây đến đây nha. Ờ, rồi kèm thêm một cái quần giùm em nè. Rồi set đen giùm em luôn nha. Bán luôn cho mấy chị cũng 65.000 luôn đi. Set đen 65, 53kg đổ về. Rồi tầm sốt nè. Em còn sale cho mấy chị luôn. Cái gì đây? Từ từ nha, theo từng màu nha. Nó còn lẻ sai à. Sale luôn 99.000. Set 65 đúng không? Ừ, set 65. Set 65 cho Trinh Vũ. Cho Trinh Vũ. Nè, có 3 set. 3 set hả? Ừ. Trinh Vũ, Nhung LTT. Nhung LTT. Và cho Hằng Thúy. Cho Hằng Thúy. Rồi cái đầm hồng này em còn ít cái mười mấy tinh bán mai đừng xả nha xả là té sống luôn á khổ lắm luôn á đang xả hàng rồi đó mấy chị. Rồi cho em mã top này giùm em. Cái này thì đó em nói thiệt với cả nhà luôn vẫn còn đang hot á, vẫn còn đang hot, người ta vẫn bán ầm luôn á mà em chật nhà quá bán luôn sẵn tiện hồi nãy đó, em bán luôn. Rồi cái này cho em nhá, size S, hồng size S giùm em 99.000, hồng size S 89kg đổ về. Rồi hồng size M 53, 54, 55kg đổ về. Vải nó có coi dạng to dạng nhẹ cho mấy chị, mặc sướng á. Rồi hồng size S với hồng size M 99.000. Ok chưa? Hồng size M cho Diễm My. Kèm size giúp em nha cả nhà nha. Hồng size S với hồng size M. Hồng size M cho Diễm My. Rồi em còn 3 cái size S luôn. Đúng không? Rồi ba cái size S. S cho Hồ Thanh Nở. S cho Hồ Thanh Nở. Còn mấy chị em nói luôn tâm sự một xíu chỗ này đi. Là cái đơn hàng mà khách chuyển khoản trước á. Nhiều lúc thì thật sự bây giờ là nhà em nó chặt quá. Cho nên nhiều lúc á là em đi công việc hoặc sao em chưa cập nhật cái đơn hàng chuyển khoản của mấy chị á. Nhân viên ở nhà nó lên cốt nó cho đi luôn. Về nhà và khi nào mà nhận được tiền á thì đổi cốt lại. Mà thật sự nhiều lúc em mệt quá hoặc là em mất quên thời gian em quên mất. Em quên đổi cốt mất thì nếu mà mấy chị đã chuyển khoản rồi thì lúc thứ ba giao hàng cho mấy chị đó mấy chị kêu chứ mà nó thu tiền thì mấy chị đừng gì hết ông sao hết kêu anh ơi à, cái này hình như sai có rồi để em liên hệ với shop
đổi lại hoặc là bắt shipper liên hệ với shop. Mình đừng có chặn hàng nha cả nhà nha. Xong rồi bên em đổi code không đồng rồi nó lên nó qua giao lại cho mấy chị. Nhiều lúc nó bị trục trặc cái đó. Còn những chị nào á mà kêu chuyển khoản mà đi đơn á thì nó thiệt luôn là tranh thủ chuyển giúp dùm bên em với. Để đơn chị này là ngày nhiêu đây? Từ hồng S cho phố ngày 20. Đóng đơn ngày 20 chuyển khoản đi đơn mà mãi tới ngày 27. Mãi tới ngày 27 chưa chuyển khoản luôn. Phải xả ra đi đơn, mất công lắm. Đừng có lừa đảo như vậy mấy chị. Biết sao không? Nó mất công ở chốt đơn, lên bill, in bill, chờ đợi mấy chị, canh mấy chị để mà vô tiền rồi đi, mất công lắm. Thà như xả luôn ngay từ đầu đi. Đừng có ý định như vậy nha, không em mất nghiệp. Thiệt sự. Rồi, tiếp tục đi có gì. Hồng cho Phú Đặng Trần và Khánh Đăng Nguyễn. Đi đồng hành cho Phú Đặng Trần và Khánh Đăng Nguyễn. À dạ em mệt, em mệt cái người làm việc quá sức rồi chị, em đi truyền nước à, về lại xả tiếp. Rồi, không biết mai lại có truyền nước nữa không? Đẹp lắm luôn á, lấy hết lô nè, đẹp lắm luôn á chị nè. Chân váy nè, bộ pyjama nè, áo nam đen, chị có ai bán áo nam không? Bán áo nam thì nói cũng không thì em để lại cái này cho cũng được. Rồi, áo thun trắng tà bao nè, đẹp lắm. Áo thun kem nè. Đó mấy chị thấy không, không phải là hàng xấu mà người ta mấy đâu, nhưng mà đủ mọi lý do á. Nếu mà mấy thích, mấy chị thích á thì sao mấy chị cũng đến được, mà không thích thì tìm đủ mọi lý do. Em nói như vậy giống như yêu đương cũng vậy đó, đúng không? Nó thích mình á thì tôi nói với bà khuya 1-2 giờ sáng nó cũng chạy qua, mà nó không thích nữa tôi nói với bà á hả, trưa giờ nào cũng vậy á, nó cũng bể. Rồi chị có lấy cái đen không? Lấy đen áo nam đen thì để cho chị tay gì đó. Thiệt nhiều lúc em bán thì em đúng là tâm sự cái chuyện cho vui vậy đó, chứ thiệt sự với cái ủa thiệt luôn á, mà cười không cái đó chị, cái chị lấy rồi thì để hết cho chị, có 4 cái à, có nhiêu đâu. Rồi tiếp tục làm 2 dây giùm em nhé, 65.000 chốt giùm em mã 2 dây kem, 65.000 kèm số thoại. Chốt giùm em mã 2 dây đen, 2 dây kem, 65.000 kèm số thoại cho em. Không mấy chị ơi, cái đó chị kia chị lấy một cục đó thôi à. Trời ơi, cái áo thật tiên từ đầu tiên về là đã không có bán hàng bán rồi. Rồi, rồi chốt áo nam cho người khác đi. Chốt áo nam rồi, ok. Bỏ đưa cái áo nam đây, dạy kê bên tay mấy chị. Rồi cho em mã đầm kem giùm em nha, 65.000. Nam xe gì, XL cũng phải có. Nam xe XL này chị Trami Tùng Quân, xe XL chị có mặc được không? Ê quên, có mặc vừa không? Xe XL, XL này cho em nhé, tầm 60 á ha, 58 có 10 đúng không? 60, số 2. Số 2, số 2, XL là tầm số 2. Số 2 ký đổi xuống. Rồi. 2 dây kem cho Mai Hạnh. 2 dây kem cho Mai Hạnh. Cái này sao bỏ lại gì vậy? Đầm 2 dây kem á. Ủa cái đó okay. Không biết. Ừ từ từ. Phải không? Rồi. Tiếp tục một cái set. Vừa lai hàng mới rồi. Về vừa lai hàng xả cho cả nhà. Đen 69 cho Trà My Tùng Quân. Dạ ok chị. Phép này mấy chị. Đây. Cái đầm dạ, trắng bán lại, dở, bỏ lại. Từ từ để nó đi. Ông cứ ông bắt tôi xả ngoài luôn đó mấy bà. Ông mệt luôn quá trời. Tôi đã nói là vừa bán hàng xả vừa bán hàng mới. Sao ông cứ bắt xả ngoài luôn vậy đó mấy chị. Mất mệt luôn quá trời. Rồi, cái này cho em chắc của nó xịn lắm. Cái vest này mấy chị, chắc nó xịn lắm. Rồi xếp đầm vest giùm em 99 nè. 2 dây kem cho Hương Farm nè. 2 dây kem cho Hương Farm. 2 dây cho Diêu Thanh nè. 2 dây cho Diêu Thanh. Vậy đâu thấy đâu, ở ghi trong chốt chứ mà. Rồi cho em mã xếp vest giùm em. Em nói với chị bao xịn cái hàng này cho cả nhà luôn. Đã lắm, tầm là ghiền luôn. 55-57kg lại mặc ok cho em luôn nha. Rồi, chốt giùm em mã xếp vest giùm em 99.000, tầm nặng hơn 1kg. Rồi, cho em mã xếp vest 99.000. Hàng vest 2 lớp đẹp lắm, xịn lắm nha. Rồi, bình thường em bán cho mấy chị cái áo vest mà 69-79 ngàn là nó đẹp rồi. Áo vest xanh, áo vest hồng mấy bữa em bán cho mấy chị đó. Cái vest xám này nó một đẳng cấp khác. Rồi, xếp vest 2 cho Nguyễn Thị Thanh Thảo, cho Như Đỗ, cho Thủy Tiên 99 ngàn. Như Đỗ, Thủy Tiên. Ủa, sao chân váy này là để đây này? Uyên Vi này, của cô Uyên Vi sách tỷ mà. Bỏ qua cái đống xả vậy đó. Chưa chia rồi đó. Chưa chia hả? Ở ngoài này chưa chia cho nó xả đâu. Ở ngoài là chưa chia hả? Rồi. Âm góp đen 99.000 luôn. Góp đen xài ếp. Được. Ông 7. Ông 7 với 8 ký mặt ok hết luôn. Nó kèm bê cho cả nhà luôn. Trời ơi. Nhà em bán cho mấy chị thôi.
Rồi, shop đen 99.000 giùm em luôn nhé. Không giảm, tỷ không giảm nhé. Cái này là em bán lỗ rồi đó. Rồi, shop đen 99. Size S 48-49kg đổ về. Shop đen 99 48-49kg đổ về. Em đầu lại sang theo luôn. Rồi, size S hết, shop đen size S nha cả nhà nhé. Shop đen size S. Cho Đinh Thúy Diễm, cho Cao Thị Lệ Hoa, cho Nguyễn Thị Thanh Thảo, cho Thanh Thủy 99.000. 99.000 nha cả nhà nha. Em đầu size S thôi. Rồi cho em mã màu kem. Màu kem Thanh Thủy size S rồi. Rồi màu kem giùm em. Màu kem em còn size S với size M. Màu kem em nếu còn size S với size M nhé. 99.000 luôn đi ha. Rồi màu kem em còn size S với size M luôn. Chốt giùm em mã màu kem. Kem kèm size 99.000. Cái mã này một chiếc tầm đang hot ngoài thị trường, mình bỏ ra 99.000 tự thưởng cho bản thân mình. Rồi cho em mã kem size S với size M luôn nha cả nhà nhé. Kem S với size M. Kem M cho Win V 99.000. 99. Cái đó S. Rồi em còn kem S với kem M luôn. Chốt giùm em mã kem S cũng sang 40.000. Kem S với kem M. Kem số điện thoại cho em. Ai đây? Cái này là bông hàng đúng không? Đổi số điện thoại cũng đâu có ra được đâu đúng không? Bông hàng. Rồi kem M. Kem M cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Trời ơi, bôm một đơn đi trên đường. Rồi đơn này may là chưa gửi đi chứ không bôm mẹ hai đơn rồi. M cho Gia Bảo Quách. M cho Gia Bảo Quách. Rồi em còn ép toàn điện đó chị ơi. Rồi cái xếp kẹp này dễ thương luôn á. Xếp kẹp này mình còn không anh? Cái nào? Còn. Xếp kẹp 27. Chắc là hot luôn. Rồi cái này em xả luôn cho cả nhà luôn đi ha. 22.000, ok chưa? Rồi 22, xếp kẹp 22 đi. Cháu thì em bảo xếp kẹp 22 mấy món? 4 món, 5 món. Để bèo với bèo luôn. Rồi xếp kẹp 22 giùm em nhé. Xếp kẹp 22. Cháu giùm em bảo xếp kẹp 22 đi. Nguyễn Thị Thanh Thảo. Xếp kẹp 22 cho Nguyễn Hải Sara. Cái này em xả cho mấy chị luôn á. Thu Hiền, Nguyễn Huyền, Lê Phượng, Xu Tây, Loan Lê, Huệ Lê, An Ba Bay, Ngọc Ngà, Nguyễn Trang Mai, Giang Lê, Kim Phương Nguyên, Kim Phương Nguyên, Kim Phương Nguyên chưa? Rồi tiếp tục, cái này là bôn nha. Rồi rốt giùm em luôn nhé, 55.000, rốt dễ thương lắm mấy chị, bao chất. Rồi rốt giùm em 55.000. Rốt 55. Trời đất ơi. Xinh chưa? Rồi trắng bớm giùm em 69.000 trắng bớm. Rốt 55. Trắng bớm 69.000. Rồi trắng. Trắng 50. Trắng bớm 69, trắng 50. Xếp kẹp 22 lấy 5 cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. UV 10 cái khăn. UV 10 cái khăn ok. Khăn mình còn không? Không, khăn phải ép đất hay là khăn 10 cho Yên Vi. Rồi, ê, trắng 69 với trắng 55 nha. Cái này chốt đơn dùm em trắng 69 với trắng 55. Em còn cái gì đây em xe cho mấy chị nè. Trắng bướm 55. Trắng bướm 55. Trời ơi, này kia có mai. Trắng bướm 55 chưa? Trắng bướm 69. Còn trắng kia là 5, rốt là 55. Trắng bướm 69. Trắng bướm 69 cho ai? Nguyễn Thị Thanh Thảo. Rồi cái trắng kia là 50 hả ta? Trắng lên là như chỗ cái áo này xinh lắm luôn á. Rồi xanh giùm em 69.000 xanh. Xanh kiểu 69.000 hàng của nó là mấy chị. Chắc của nó siêu đã luôn. 55kg đổ về. Cháu giùm em hiếu mà xanh kiểu nha cả nhà nhá. 69.000 xanh kiểu. Xanh kiểu 69.000 đó hai. Cháu giùm em mà xanh kiểu nha cả nhà ơi. Xanh kiểu 69. Xanh cho Nhã Uy. Xanh kiểu 69 nè. Pikachu. Hôm bữa là ai ta, bà nào mà là hot tóc mà lên chương trình mặc bộ Pikachu á, quên mẹ mất cái tên rồi. Bộ Pikachu xong rồi bị cộng đồng mạng thì gì nó nói gì đó. Cộng đồng mạng bây giờ mình cũng rảnh quá mấy ha, mấy bà ha. Cộng đồng mạng ăn không rảnh rỗi quá, cứ lên án người này người kia ngoài. Kiểu cho Thu Hằng Võ. Kiểu cho Nhã Uyên. Rồi vàng giùm em.
vàng cho em 65 ngàn vàng. Vàng 65 ngàn vàng, cái gì em mã vàng. Đi ốc đúng rồi, em có. Á thiệt, mặc đồ. Xong rồi kêu cái gì đó tùm lum la hết. Mệt, rảnh rỗi. Hóc cơ lê bóng. 65 Pikachu. Tôi về trái tôi cũng đi nửa mùa lắm mấy chị. Hóng tin tức mà nửa mùa. Biết biết chứ mà không nhớ tên. Em cũng đi hóng lắm mấy chị. Rồi cho em mà xám giùm em 65 ngàn xám. Hóng lắm, em cũng hóng lắm, trùm hóng. Mấy cái nhóm mà mấy cái group mà cái gì khẩu nghiệp nè, bí mật sâu bích nè, rồi Phuket Thái Lan nè, gì cũng có mặt em trong đó hết á. Má trừ hết em là những người theo đời đầu luôn á mấy bà. Em là một những con mẹ mà theo đời đầu luôn á. Trời ơi nhiều chuyện lắm. Nhưng mà giờ không có thời gian thôi. Rồi, xám chưa? Xám cho Uyên Vi, chống xám đi. Em không có thời gian đâu chứ em cũng nhiều chuyện lắm mấy chị. Xám cho lúa siêu quậy. Hết xám rồi nhưng mà vui. Mấy cái đó, vô mấy cái nhóm đó không cần đọc báo nữa mấy chị. Không cần đọc báo nữa. Không cần đọc báo nữa, gì nó cũng có hết. Không cần đọc báo nữa đâu. Rồi cho em mà Tết Gucci, trời ơi Tết Hot Girl này cả nhà nè. Căn này không bán gì à? Ủa chưa bán hả? Bỏ lên là bỏ lên. Chưa bán thì bỏ lên. Một cái quần suông, áo ấm, hầu nu. Rồi set bikini giùm em luôn nha cả nhà nha. 65 ngàn luôn đi. Trời có quần đẹp ghê luôn á trời. Rồi set bikini giùm em nha. 65 ngàn kèm số điện thoại giùm em. 53 cái gỗ về. Set bikini trả luôn nha mấy chị luôn. 65 ngàn. Rồi rốt xanh giùm em luôn. 65 ngàn luôn. Rốt xanh 65 kèm số điện thoại giúp em. Rốt xanh 65 kèm số điện thoại. Rốt xanh 65 nè. Cục chưa bán nè. Nâu cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Nâu cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Thu Hà. Thu Hà 65. Trời đất ơi, đã chưa? Rồi cho em mã loan màu giùm em nha cả nhà nhé. 75 ngàn loan màu. Cho em mã loan màu 75. Mạng chậm quá hả? Cho em mã loan màu 75 kèm số điện thoại giúp em. Đỉnh và hồi sinh đâu mà kinh ghê luôn á ta. Loan cho Lê Thị Quỳnh Thơm. Thôi là để em đi, em mặc tiếp. Hôm nay Tết hôm nay em nhất định. Các bà để dành hàng bán đi nha. Ít bữa nữa để dành hàng bán đi. Chứ Tết hôm nay em nghỉ cả tháng luôn á. Mệt mỏi cả năm rồi, tới nay nghỉ cả tháng luôn. Rồi, trời ơi, cái này là dạng ống cúc ngực như vậy nè, tức vai, tiệt tùng thoải mái cho em luôn. Rồi cái này chốt giùm em mã cúc ngực giùm em đi. Cúc ngực giùm em nha, 79 ngàn. Cúc ngực 79 ngàn. Tuyên ghê. Đồ bộ gì hết rồi em ơi, trời ơi. Em quên mẹ mất, tạm thời em xin lỗi cả nhà nha, em quên mẹ mất, ai dặn em cái này mất. Quá nhiều người dặn. Có nhiều người dặn cái em quên mất với chị, dẫn đến em quên mất. Rồi cho em mã xếp baby doll giùm em 88 nghe. Cúp thôi ngực. Đến đây cho nó đều. Cúp ngực cho Thanh Thủy. Cúp ngực cho Thanh Thủy. Còn hết. Cúp ngực hết rồi ông nội. Quá nhiều người dặn cái xong em quên mất. Thôi em xin lỗi hết cả toàn bộ cán bộ nhà nước. Xếp và cho lên Vi đây Hoàng. Chọn cho đều, xếp cho Vi Hoàng. Đúng không? Lên đây cho đều. Rồi cho em mã khoác luôn giùm em luôn. 79 ngàn khoác. Khoác 79 ngàn. Cho nên nhiều lúc mấy chị dặn em không muốn nhận là vậy. Tại vì em hơi quên lắm, tính em nhớ được. Còn bao nhiêu việc. Trời ơi xin chua. Rồi đầm tay phòng giùm em. Mấy cái này tiệt tùng thoải mái cho em luôn. Hơi bị xịn. Rồi cho em mã đầm trắng giùm em luôn. 88 ngàn đầm trắng. Đầm trắng 88. Khoát. Khoát đi. Khoát cho Phúc Võ. Khoát cho Phúc Võ. Trời ơi cái cục này đẹp quá mấy chị. Xinh ghê luôn á. Rồi cho em mã trắng no giùm em luôn nha. 88 ngàn trắng no, 55 ký đổ về. Trắng no giùm em 88 ngàn, 55 ký đổ về cho em nhé. Trắng trơn giùm em luôn. 45 ngàn trắng trơn. Trắng no 88 chưa? Đầm trắng là cái đầm này phải không? Chốt đúng mã đi, cái đó là trắng tây phòng 88. Rồi trắng no 88. Trắng nơ cho Hà Thị Điệp Linh. Rồi còn quần trắng này. Quần trắng tay phòng giùm em nha cả nhà nhé. Chốt giùm em mã đầm trắng tay phòng. Ok chưa? Cái này là trắng tay phòng. Lần lòng không mua nữa, lần mua lát nữa nhiều đồ đẹp nữa mà chỉ mua thì có lỗ bản thân mình quá.
Thiệt, quá có lỗi. Này là trắng trơn đúng không? Đúng rồi, trắng trơn 45. Trắng rồi cho em mã rớt vai giùm em 69.000 rớt vai. Trắng trơn cho Trần Mỹ Huyền. Trắng trơn cho Trần Mỹ Huyền. Trần Mỹ Huyền này sỉ mà sao mua ít vậy em? Về sau đủ sỉ. Thì thôi chứ ông kệ, người ta mua sao kệ người ta chứ giờ sao? Bữa sau nó mấy đứa tính tiền tập ra cho bé nha. Ừ. Rồi cho em mã kiểu giùm em 69.000 kiểu, sáng tay phòng cho Văn Tâm Thanh nè. Thục thì bữa sau cháu. Mấy đứa nó nửng nửng ngâm hết, cái cửa nó xả ra đầy giờ đó. Tôi cũng mong chờ một ngày nó xả hàng ra chửi luôn á mấy bạn. Mà nó chịu xả đi. Rồi, em vừa like hàng mới, em vừa bán hàng tặng cho mấy chị. Ok chưa? Rồi cho em mã trắng giùm em luôn. Cái này là trắng thì rớt sờ vai. Trắng rớt vai 69. Dễ thương quá à. Rớt vai cho Hoàng Phạm. Rớt vai cho Hoàng Phạm. Rồi cho em mã trắng tay dài giùm em đi ha. Trắng tay dài luôn đi. Cái này em sale cho cả nhà luôn 35.000 nha. Truy ăn trắng tay dài 35.000. Đen tay dài. Trắng tay dài và đen tay dài 35.000. Cái này bán cho mấy chị bán chi ăn. Cho mấy chị mở chi ăn nha. Mở tặng nha. Không giảm. Rồi trắng và đen 35.000, ok chưa? Rồi trắng 35, đen 35. Trắng tay phòng hết, trắng rất vai hết rồi, cháu giùm em ạ. Trắng 35 và đen 35. Trắng 35 với lại đen 35 giùm em nha, kèm trắng vào. Trắng 35 cho Hoàng Anh Gia Lai. Đen 35 cho Hà Thị Việt Linh là hết đen nè. Trắng cho An Ba Bay, mấy cái trắng? Hai rồi còn ba cái nữa. Trắng cho An Ba Bay chưa? Trắng cho Ngọc Ngà. Trắng cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Trắng cho Nina Nguyễn là hết đúng không? Ừ. Rồi, đi ăn cái gì tiếp cái mã này nữa. Một cái dùm. Dùm. Hay Quảng Châu. Đắp chéo qua giùm em nhé. Xong rồi cột dây lại. Đó, đắp chéo qua giùm em và cột dây lại giùm em. Dùm nha, giả đầm. Ok chưa? Rồi cháu dùm em mã dùm lá dùm em luôn. Là 45.000 luôn. Rồi dùm lá 45 tiền xuống mặt 55 ký đổi về mặt. Ok, cháu dùm em mã dùm lá 45. Dùm lá 45 tiền xuống mặt luôn. Xả hết cho mấy chị nha. Vừa bán cho tặng. Rồi cái cục đen này là cái gì nè? 45 cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Cho Nguyễn Thúy. Cho Ngọc Ngà. Cho Hạnh Phan. Hạnh Phan tôi nhớ hình như đã có cái màu xanh này rồi á. Đúng không? Tốt chưa? Hết. Áo này đẹp mấy chị. Áo tài bao đẹp. Mùa này trời mát mát trời. Mặc cái áo này với quần xin lưng cao, quần lép kinh. Cái đi dẹo trai. Đi dẹo. Nguyễn Thúy cho số điện thoại đi chị ơi. Nguyễn Thúy cho số điện thoại đi. Mấy chị ơi mua hàng sale đừng xả nữa nha mấy chị. Ráng chọn thêm hai món đi đơn nha. Đừng chọn món xong rồi xả. Tội em lắm, thiệt sự luôn á. Rồi mấy chị khách mới nha mấy chị. Rồi cho em mã đen rút giùm em, kèm số điện thoại giùm em 65.000 đen rút. Đen rút 65.000, 55kg đổ về. Đúng rồi, thích thì mua tiếp. Em nhiều lúc em cũng nhớ lắm mấy chị. Nhiều lúc em quên quên chứ mà mấy cái đó nhiều cái em mắc cười lắm. Em biết sao tự nhiên nó để lại dấu ấn gì đó là mình nhớ. Rồi cho em mã đen rút giùm em 65.000. Đen rút 65. 55kg đổ về. Đen rút cho Bảo Năng. Cho chị Mi Nguyên. Đẹp mấy chị. Chất của nó đã lắm mà chất hung. Chất gì á. Cũng phải lên luôn, chất đã lắm. Ngọc Bùi. Thư trực tuyến, đơn giản. Không bao giờ bị lỗi thời, đảm bảo với chị luôn. Không bao giờ bị lỗi được. Thư trực tuyến. Mấy cái mã này mà mặc thường còn như thời gian luôn. Đen rút 65 thì mình kèm số gọi cho em. Kiếm cái gì màu sắc sặc sỡ lên coi cái nào. Đen rút 65 kèm sổ điện thoại cho em nhờ. Ui trời đất ơi. Trời ơi. Ở dưới này còn nè ba. Sếp giờ mặt con chưa nè. Không phải trên giấy thì nó sẽ mỏng. Cái này nó da.
Nè, sao xả đơn ra vậy? Ai vậy? Đây nè, mua vặt bấm bill rồi để đây. Trời đất ơi, má cho ông nội nè. Cái sếp này là hút lúc chưa em mặc livestream nè mấy chị nè, sếp áo bi chữ thư kèm một cái yếm 99k chốt giùm em. Cái này mấy chị có rờ thoải mái cho em đi. Rồi đem hút cái chị đứt ra. Rồi cho em mà sếp yếm giùm em nhé. Sếp yếm bi giùm em 99k, cái này dễ thương lắm, đúng chất chữ thư luôn. Rồi sếp yếm bi, em đúng chị đứt ra rồi đúng không? Rồi cho em mà sếp yếm bi 99k kèm số điện thoại cho em. Sếp yếm bi 99k chín bay chín chín luôn gì đây, cắt yến cho, cắt yến cho Nguyễn Thúy, cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Ừ, Nguyễn Thúy, Nguyễn Thị Thanh Thảo là một á. Nguyễn Thị Thanh Thảo là nãy, ủa là một cái hay hai cái vậy mấy chị, một người chốt thôi mất công. Trời ơi, cái này là áo trung khoa đen nè, cái này chất ghiền luôn, bao dễ thương. Rồi xếp phi cho Du Thanh cho em mã trung hoa đen giùm em nha cả nhà nhé, 65.000 có một em mã trung hoa đen 65 ký đổ về. Áo trung hoa đen 65 ký đổ về giùm em nha cả nhà nhé, trung hoa đen 65 có giùm em mã trung hoa. Trời ơi, chân mấy này là cái công gì ta, công gì mà Lê Hiếu không phải, người yêu Quang Hải. Quang Hải chụp ở chân váy hốt nhất đêm, cái đêm mà người yêu Quang Hải cắm sừng á. Quang Hải cao lên con gì quên mày lắm, cái tên là ta quá nhiều lúc quên mất. Rồi chân váy đen giùm em, kèm số điện thoại giùm em nhé, cho em mở chân váy đen giùm em luôn, xả luôn 55.000. Trung hoa đen cho Huỳnh Hồi Dạ Thảo, trung hoa đen cho Huỳnh Hồi Dạ Thảo. Rồi cho em mở chân váy tu tu đen giùm em luôn, 65.000. em nhiều lúc ơi thì mát lắm chị. Huỳnh Anh đúng rồi, Huỳnh Anh Bảo Anh chân váy 55.000 luôn, tay luôn. Đen giùm em 55.000. Đi rồi là, ơi, đen 65. Đen 55 luôn, lỡ rồi chơi luôn. Rồi đen 55 luôn, còn em cùng giùm em cùng kèm số điện thoại. Đen 55 giùm em kèm số điện thoại nha cả nhà nha. Mua về mặc nhưng mà đừng cắm sừng nha mấy má. Mua về mặc thôi nha. Nó khác mình khác nha mấy bà. Đen 55 giùm em kèm số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. Trời ơi, xinh nhỏ. Một cái áo trắng rất phai nè. Một cái quần bắp kỳ lưng siêu cao. Rồi cho em mã xếp trắng giùm em nhé, 79.000 xếp trắng. Đen 55 cho Trà My Tùng Quân. Xếp trắng 79.000. Chốt giùm em mã xếp trắng 79 kèm số điện thoại giúp em nha cả nhà nhé. Xếp trắng 79, ôi đầm bolo 79 nha. Đầm bolo trắng nè, phải mở nha. Đầm bolo trắng 79. Xếp trắng 79, đầm bolo trắng 79 không, có một thôi. Xếp trắng, xếp trắng cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Xếp trắng cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Đầm tơ. Dùm dùm cột eo. Rồi chốt giùm em mã zoom giùm em luôn, 79.000 zoom 55 ký đổ về. Zoom 79.000 55 ký đổ về. Polo trắng nha. Polo cho Quỳnh Hương. Polo cho Quỳnh Hương. Rồi 79.000. Ừ. Rồi cho em mã trắng tay phòng. Hôm qua đứa nào dặn chứ cái này để cho nó mà quên mất. Rồi cho em mã trắng tay phòng giùm em, 69.000. Trắng tay phòng. To chưa? Tơ cho Mika Châu. Con mẹ nó thích tơ cái gấm lắm. Gấm với tơ là bỏ cho mẹ. Rồi, đẹp chưa mấy má? Đen 55 cho Lê Phượng. Đen 55 cho Lê Phượng. Xếp áo nu giùm em, 79 ngàn. Trắng tay phòng cho Nhã Uyên. Trắng tay phòng cho Nhã Uyên 69. Rồi cho em mà xếp áo nu. Xếp áo nu 79.
rồi set lụa nhung nè, một cái áo sơ mi trắng chắc chất lụa lắm chị, lụa nhung á, rồi set lụa nhung yêu em, set lụa nhung tối 9 ngàn, eo 79 ngàn, set lụa nhung 79 ngàn, set lụa cho thơ phan, thơ phan có đơn ở đây hồi nào sắp xếp qua lấy chị ơi, chị nói đi, chị lên sao lâu quá, lâu rồi chị lên sao, chị bận nó cứ chị đi, chị rảnh rồi chị qua rồi cho em mã set ghê luôn á. Rồi set 15, 79 là set 15. 603. Set 15. Set lụa nhung đi ơi. Lụa nhung cho Như đổ. Lụa nhung cho Như đổ. Rồi set 15. Và cái này đầm yến nha. Giống như cái đầm đen hôm qua em kia em bán cho mấy chị đó. Mà cái này màu trắng, cho một cục gì trời. Đan lưng. Đầm yến đan lưng. Rồi cháu giùm em mà yến trắng giùm em nha. Yếm trắng giùm em 79 ngàn. Yếm trắng 79 ngàn. Số 15 chốt. 15 cho cao tỷ lệ hoa. 15 cho cao tỷ lệ hoa. Rồi trắng lệch vai nè mấy chị. Trắng lệch vai được đó. Trắng lệch vai giùm em luôn. 55 ngàn trắng lệch vai. Trắng lệch vai 55 ngàn. Thì số mở cho em. Trời ơi bộ lụa. Bộ lụa em còn sốt. In xe luôn nha cả nhà luôn. Chị Thanh Dương là trắng gì vậy chị? À, mấy chị ơi. Mình chốt theo mã đi chứ. Chứ trắng không à. Mà mấy chị cứ chốt trắng làm sao chốt được. Đúng không? Bây giờ em còn trắng lệch vai. Với lại cái gì? Trắng lệch vai là 55. Trắng lệch vai cho Mai Quỳnh. Trắng lệch vai cho Mai Quỳnh. Rồi bộ lụa nè. Em còn sốt theo luôn cho cả nhà luôn đi ha. 69 ngàn luôn cho vui nè. Bán cho vui. Ok chưa? 69 ngàn luôn bán cho vui. Môi ra mới thấy nè mấy chị. Ok chưa? Hàng này thì em nói thiệt, mặc một lần rồi nhỏ. Ok chưa? Trắng hở dân lưng á, trắng maxi á, cho chị Thanh Dương. Rồi bộ lụa 69 ngàn. Kèm đơn nha, Phạm Kim Anh. Phạm Kim Anh, Mỹ Thẩm, Nguyễn Thị Thanh Thảo. Cái này sỉ không có giảm nha chị, em bán lỗ rồi đó. Bình thường cái này là em bán nhiêu ta? 115 ngàn. Giờ ra nhiêu? 69, bình tè 69. Ai mua rồi là biết à. Tiên Đặng, Nguyên Hương, Quỳnh Hồ Dạ Thảo, Bích Hạnh Trần Thị, Đỗ Thị Kim Phương. Có những mã là em sale mà còn rẻ hơn giá sỉ luôn rồi đó cả nhà. Đỗ Thị Kim Phương. Cái này em chưa bán luôn á, kiểu như em để xong này em thấy á. Đỗ Thị Kim Phương, Huệ Lê. Còn hết. Màu ngoài này Huệ Lê chưa? Linh Lina. Còn hết. Em còn nhớ em còn một cái bao bộ lụa nữa mà em chưa hề khui luôn. Em biết, em không biết là lắp hàng ở đâu hết luôn á. Mà mấy cái hàng này nhập về cao tiền lắm. Rồi bộ này giùm em nha. Cháu giùm em ở bộ tay ngắn giùm em. Em bán luôn cho cả nhà luôn bộ tay ngắn giùm em nha. 75 ngàn. Cháu giùm em mã bộ tay ngắn 75 3D đẹp lắm. Bộ tay ngắn giùm em 60 kg về mét 6 nha. Chị nào mình thấp hơn thì tự giảm xuống giùm em thôi nha. Rồi cho em mã bộ tay ngắn giùm em 75 ngàn. Bộ tay ngắn 75 ngàn kèm số 1. Thanh Thảo 2 à, cho chị Tiên Đặng, KT Nguyên. Cái chất trà lộn, rất lộn ở bộ quân kỳ. Ta Tê Nguyên, Nhi Lê, Yên Thanh Nguyên. Cái đó bảo không? Yên Thanh Nguyên. Rồi hết. Rồi bộ quân kỳ luôn dùm em luôn, xả luôn cho cả nhà luôn. 45 ngàn đi thôi, cho vui. Bộ này là 60-62 ký mặt, ok luôn. Bán cho vui nha. Rồi, quân kỳ 45 luôn đi thôi. Kèm số điện thoại cho em. 60-62 ký mặt, ok luôn. Chắc là chắc đuổi mặt mét lắm. Rồi 45 ngàn, trả hơn giá sỉ luôn rồi đó mấy chị. Gucci 45. Ok chưa? Gucci 45. Hết rồi. Để đi nghĩa đi. Rồi Gucci 45 giùm em. Rồi y như cái Gucci mà là vàng. Cháu giùm em mã Gucci 45. Rồi vàng 45. Gucci 45 cho Mỹ Thẩm. Vàng đổ mẹ nó xuống rồi đây nè. Gucci 45. Vàng 45. Rồi cái này thôi ra ông bán luôn kìa. Rồi cho em mã kiểu xanh dùm em 69 ngàn. Gucci 45 cho Tuấn Anh, cho Mỹ Thẩm, cho Tặng Kim Anh,
vàng 45 cho Mỹ Tâm, vàng 45 Lucy cho My Nguyên, vàng 45 cho Phương Phan hết. Rồi cho em mã xanh 69.000 xanh. Xanh kiểu 69.000 này dễ thương lắm cả nha. Dễ thương lắm. No. Hết rồi, hết xanh rồi. Xanh 69.000 xanh. 55kg đổ về rồi nha. Các thầm em ở kiểu xanh 69.000. Tìm số ngoại cho em nhé. Kiểu xanh 69.000. Không chị ơi, về về túi khác chứ đây, về túi có là gì nữa. Ủa ba cái túi nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ đâu rồi? Còn không? Đưa về bán. Nhưng mà để mai kiểm tra bill. Xanh cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Xanh cho Hờ Ban Cà So 69. Xanh cho Phúc Võ, hàng này đẹp lắm luôn á mấy chị. Xanh cho Phúc Võ. Rồi cháu dùng em mã xanh 69 nè. Cháu dùng em cái mã xanh 69 nha cả nhà nha. Trời ơi đổ hết rồi chứ không. Xanh 69. Rồi đen dùm em 79 nha. Đen chữ. Đen chữ 79 nha. 60-65kg mặt ok cho em luôn. Cháu dùng em cái mã đen chữ nha cả nhà nha. 79 nha đen chữ. Đen chữ trời ơi mới định lấy đồ nó đổ xuống rồi. Rất thiệt đó chứ. Đen chữ giùm em 69 ngàn. Đó em 79 ngàn đen chữ. Đen chữ 79 ngàn kèm số điện thoại giùm em. Đen chữ cho Uyên Nguyễn. Còn chữ khác thì không chị? Chữ khác thì không? Em còn đen chữ khác. Trời ơi, Wister xanh. Wister xanh tay phòng. Rồi cho em mã Wister xanh giùm em mà. Xanh tay dài đơn giản nhất. Rồi xanh tay dài giùm em 65 nè. Đó giùm em mã xanh tay dài nha. Nè hồng chữ nha. 79. Hồng chữ 79. Trời mấy cái này mấy chị nên mua này mặc sướng á. Mặc sướng lắm luôn á. Rồi hồng chữ 79 nha. Xám chữ nè. Dễ thương. Rồi xám chữ xanh tay dài cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Hồng chữ xám chữ màu nu 79. Hồng chữ xám chữ rồi màu nu 79 cho mình hiểu luôn. 65 xanh tay dài 65. Rồi hồng chữ xám chữ rồi màu nu giùm em 65 nha. Rồi một cặp đầm lẻ đi ha. Đen chữ cho Nguyễn Kim Liên nè. Đen chữ cho Nguyễn Kim Liên. Chết rồi ơi. Nguyễn Kim Liên cho số điện thoại em ơi. Sao? Chưa. Để yên. Nói làm đổ nước rồi mấy chị ơi, chờ xíu nha. Hồi nãy đã nói để cảnh báo rồi. Mình nghe. Xanh chữ từ từ nha. Xanh tay dài rồi đúng không? Xanh tay dài cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Đen chữ cho Nguyễn Kim Liên. Xám chữ cho Thanh Thủy. Bỏ luôn đi. Em còn kem chữ. Chỗ này ướt chỗ này ở trước này, rồi cái này tấm lại đổ đổ ra. Rồi cái đó cấm lại đủ ra thôi. Để nó đi, để nó đi. Lát nữa là dục mấy cái bịch đó không. Ý dạ. Thôi kệ nó không sao đâu. Thôi chờ em một chiếc. Nói đầm ra lại cho bạn nha. Ôi dạ. Sao lâu cái cục này em hết. Ở dưới này lấy cái gạo đi. Mấy năm cục vậy. Xám chữ rồi đúng không? Rồi nuôi chị Phương Thảo trên đi lên đi. Rồi cho em mã caro giùm em. Đang chữ em hết rồi, Nguyễn Kim Liên đã có hỏi rồi nè. Rồi cho em mã caro giùm em nha. Caro chữ A đơn giản, cái này size S. Em còn size S không à? Em size cho cả nhà luôn 45 ngàn. Ok chưa? Rồi caro size S 45 ngàn, tầm 47-48 cái đổ về thôi nha cả nhà nha. Hàng này hàng Quảng Châu có quần trong. Thành phố có mấy cái áo kiểu đen trắng rồi đó cũng rất là dễ thương. Xong chưa? Xanh chữ 79. Rồi cho em mã caro giùm em 45 ngàn nhé. Em còn mấy cái xe luôn caro 45. Vừa bán vừa tặng. Rồi đúng rồi, cái này là áo em bé nè.
có mấy cái nữa, đang luôn cho mấy chị luôn á. Đang chị chốt rồi nha cả nhà nhá. Cái này là áo hai dây của bé gái, áo hai dây bé gái nha cả nhà nhá. Em có size này cả nhà nè, em có size 15 tới 20 kg, 20 tới 25, 25 tới 30, em có 3 size 15 tới 20 kg, 20 tới 25 và 25 tới 30. Ok chưa? Rồi cái này em bán tri ân cho cả nhà, cái này là hai dây caro dễ thương lắm. Mặc có quần xốp, chân váy, quần ống bát, quần jean, cái nào cũng được hết. Rồi cái này là áo bé gái nha, em bán cho mấy chị kèm bill 19.000. Ok chưa nè? 19.000 giùm em nhớ, kèm ký giùm em nha. Caro 45 cho Ngọc Bùi, caro cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Rồi cái này chốt giùm em mà áo bé giùm em, kèm ký 15 tới 20, 20 tới 25, 25 tới 30, 3 size. Dạ. 19.000. Cái gì cái đó là 45, caro hồng là 45. Rồi kèm ký giúp em nha cả nhà nhá. Có màu xanh nữa nè, màu xanh nữa. Cái này nó có đủ size luôn á, nó ở đâu rồi ta? Bán cho mấy chị cho vui. Hiền Hoàng size 20 kg. Ok nè, Hiền Hoàng size 20 kg nè. Nguyễn Thị Thanh Thảo size 20 kg này dễ luôn luôn á. 19.000. Nguyễn Thị Thanh Thảo size, của Nguyễn Thị Thanh Thảo size 25 kg, bỏ lại cái đó rồi đây. 25 kg. Rồi bé gái 15 kg cho Thanh Thanh Miễn. Bé gái 15 kg cho Thanh Thanh Miễn. Lê Thị Quỳnh Thơm 30 kg, ba bấm bill đi. Coi mình còn nhiều. Bấm bill đi. Lê Thị Quỳnh Thơm 30 kg. Nguyễn Kim Phương 33 kg không có rồi đó chị. 33 kg là không có. Bỏ cái Nguyễn Kim Phương, Kim Phương Nguyên đi. Chị Hoàng có rồi. Lê Ngọc Nhi 30 kg, Thủy Tiên 20 kg. Em bán 19.000 mà, đâu phải 15.000 đâu chị. 19.000. Anh Ba Bay 15 kg. À, áo bé vàng Uyên Nhi Lâm 25 kg. 20 kg cho Khang Khang. 30 kg cho Kim Anh Vũ. Hai dây bé 15 kg cho Văn Tâm Thanh. 30 kg cho Lê Thị Quỳnh Thơm. 22 kg cho Mỹ Tâm. 30 kg cho Quỳnh Minh Thảo. À, 25 kg cho chị Phương Thảo Jenny Jenny. 18 kg cho Mỹ Tùng Quân. À, 15 kg cho Quỳnh Như. Có màu xanh lá nữa cả nhà. Màu xanh lá thì nó có ít à, không biết là cái nào thôi. Màu xanh lá này bán cho mấy chị à. Màu xanh lá này size 20 kg này. Màu xanh lá mai mấy chị muốn mua thêm thì hỏi nhân viên nghe. Lúc lúc đơn hỏi lấy size còn không thì nó bỏ vào cho mấy chị nha. Rồi cái này em không nhớ cái còn đủ size không, cho nên cái này có size 20 kg à. Xanh lá 20 kg. Tới đâu rồi? Trà My Tùng Quân. Trà My Tùng Quân rồi đúng không? Huỳnh Như 15 kg, Lê Ngọc Nhi 30, Tiên Lê 30, Mỹ Tâm 19, Cầu Sang Nguyên 22. Rồi, áo xanh cho Hiền Hoàng rồi. Áo xanh mai mấy chị thích cho mấy chị chốt thêm. Còn thì nó bỏ vô cho cả nhà nhé. Ok chưa? Trời ơi cái đầm trắng rút này đẹp nè. Rồi, 19.000 bán cho vui. Cái sao đó. Lâu lâu mới xả một lần, bữa giờ em đâu có thời gian xả đồ đâu. Bữa giờ hàng mới về tới tập. Em một áo thôi nha chị, 25kg. Mai chút đôi em báo lại cho nó đi nha. Rồi, cái này là kiểu như là Tommy đắp chéo nha mấy chị. Mấy chị có thể làm khoác mỏng, cùng khoác ở ngoài cũng được. Dạng xô đuổi tay phòng. Rồi cho em ạ, trắng cọc dây giùm em nha. Kèm số điện thoại cho em luôn. Trắng cọc dây giùm em 65 nè. Trắng cọc dây 65.000. Trời ơi cái đầm trắng rút. Rồi cho em mã rút giùm em. Trắng rút giùm em nha cả nhà nhé. Rút hai bên nè. Đẹp lắm. Rồi cho em mã trắng rút giùm em 79.000. Trắng giùm em mã trắng rút 79.000. Kèm số điện thoại cho em. Trắng rút 79. Kèm số điện thoại. Rồi quá đẹp mấy chị. Cột dây cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Cột dây cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Rồi cho em mã nhúng giùm em nha, 79.000 nhúng. Nhúng 79. Cái gì? Nhúng 79, cái này điện dính vô nè. Nhúng 79 cho được farm. Nhúng 79, cái này cái bịch nó bị rách, nó bị dính vô chỗ này mất. Chị nào lấy thì về ngâm, ngâm xà bông, tẩy cái gì giặt thì mặc. Cứ bọc bọc ở chỗ lắp bọc nó bị rách đó, bị dính chỗ này mất rồi nè, áo thun bị dính. Nhúng chai rồi, nhúng cho được farm. Cúc
Burberry. Đây mã trắng Burberry dùm em luôn nhé. 40.000 trắng Burberry 40. Có chị nào lấy áo hai dây lấu không? Em tặng cho hai cái này về. Về mặt nè, áo hai dây lấu. Tặng áo cho chị Tinh Linh. Tặng áo cho chị Tinh Linh nè, hai dây lấu này chị nào có lấy về mặt lấy gì không? Thì lúc em thấy thì em tặng. Rồi hai dây lốt nè, chị có thấy lấy không? Thì về mặt hai dây lốt. Rồi cái này là áo dây đen nha, mắc tiền. Hai dây lốt chưa? Tặng đi. Cho nên nhiều lốt hàng nó có bị lỗi xí xí đỉnh thì mấy chị cũng thông cảm cho em nha. Trắng trắng Burberry á, 45. 40 chứ lộc. Phương Bi. Phương Bi. Cái này hai dây này dùm em 19.000 nha cả nhà nhé. Hai dây này hơi bị đẹp tặng lắm. Tặng 23 bay với là Hạnh Phan. Tặng cho 23 bay với Hạnh Phan. Hai dây này co giãn dùm em 23 cái đủ về. Dây mảnh. Hai dây này dùm em nhé. 19.000, 15.000 đi. Hai dây 15.000 đi. Hai dây đen 15.000. Cái này là tính một áo đó mấy chị. Mã 142 nè. Hai dây đen dùm em 15.000. Trời đất ơi. 20.000 cái. Hai dây đen Nguyễn Thị Thanh Thảo. Nguyễn Thị Thanh Thảo. Được Pham. Được Pham. Ngọc Lan. Ngọc Lan. Thanh Dương. Thanh Dương. Huyền Hoàng. Huyền Hoàng. Tiên Lê. Tiên Lê. Ánh Hồng. Ánh Hồng. Nguyễn Huyền. Nguyễn Huyền. Còn hết. Hết. Trời này cưng quá à. Trời cái này cưng ghê luôn á mấy chị. Mấy kiểu lạ ghê á. Rồi chốt giùm em mà áo kem giùm em. Kèm số điện thoại. Áo kem giùm em luôn đi. Rồi cả này cục này 45.000 cho mấy chị luôn đi. Kem 45. Rồi Burberry giùm em 40. Ok chưa? Dễ thương ghê á. Kem 45 Burberry 40. Kem 45, Burberry 40. Rồi, trắng hình luôn 40, cái này là giả bộ đeo cái máy ảnh. Trắng hình. Kem 45 chưa? Tốt chưa? Kem 45. Kem cho ánh hồng. Kem cho ánh hồng. Cái này là áo ống nha mấy chị nè. 40 cho ống. Mai Quỳnh. 40 cho Mai Quỳnh. Cái này áo ống mà kiểu hồng phối xếp đó. Rồi chốt giùm em áo ống giùm em nha cả nhà nha. Kèm số điện thoại cho em. Áo ống luôn 20 đi. Em có hai cái đẹp lắm. Chắc đã lắm. Áo ống trắng 20. Áo kem hết rồi. Áo ống trắng 20. Trắng hình 40. Trắng hình 40. Trắng hình cho Alibaba. Trắng hình cho Alibaba. Áo ống 20 nha. Rồi áo lên trắng luôn giùm em luôn. 30.000 luôn đi. Thế giờ mát của em lên rồi đó. Mát của em lên rồi đó mấy chị. Rồi đầm trắng rút 79.000. Cái gì? Ống cho Thoại Liên Tăng. Thoại Liên Tăng. Mỹ Tâm. Rồi cho em mã ren trắng luôn. 30. Rồi cho em mã rút 79.000 rút. Rút 79.000 55 cái độ về. Xô 30 cho anh Ba Bay. Xô 30 là cái gì? Cái đó là ren. Xô kiểu trắng. Xô kiểu trắng là cái gì trời? Là cái ren đó đúng không chị? Cái này như vậy. Hả? Em mới giật xuống đi. 79 đầm trắng 79, trắng rút 79 cho Diễm Nguyễn. Cái này là trắng thỏ hôm bữa nè, trắng thỏ 65 nè mấy chị. Rốt trắng thỏ 65. Rốt trắng thỏ 65, tìm số điện thoại. Trắng thỏ 65 tìm số điện thoại cho em. Rồi cho em mã đầm trắng tay ngọc giùm em luôn. 65.000 luôn. Trắng tay ngọc 65. Trời ơi quần nam này nói thiệt luôn á, chồng em mút mấy cái luôn á. Ê chị cho 1 tí 1 cái chưa? Chưa. Cho 1 tí 1 cái nè. Để cho 1 tí sẽ ít lần hả? Đen trắng 30 chốt chưa? Rồi. Trắng thỏ chưa? Trắng thỏ cho Uyên Vi. Trắng thỏ cho Uyên Vi. Rồi cho em mã cái này là quần nam nha mấy chị nha. Sẽ ít lần như tí không? 65 ký con. XL nó tầm khoảng 65-67 ký đổ về. 65-67 ký đổ về. Rồi chốt giùm em mẫu quần nam giùm em luôn. Xả luôn cho cả nhà nhiêu đây ta? 60. Bán 10 cái XL với lại 10 5 cái L đi.
10 cái XL, 5 cái L. Rồi, quần nam giùm em 60 nha. XL cho em là tầm 65 67 kg đổ về. Size L cho em là tầm 60 62 đúng không? 60 62 kg. Size L tầm 60 62 kg đổ về, cái này mặc sướng lắm. 60. Quần nam size XL cho Uyên Nguyễn. Kèm size giùm em nha cả nhà nhé. Kèm size giúp em có size L với lại size XL. Bình nước còn không ba? Bình nước còn. Còn. Quần nam size XL cho Đỗ Minh. Quần nam kèm size giùm em nha, hai cái XL cho Mỹ Thẳng. Còn nha. Uyên Nguyễn size L, Uyên Nguyễn size L. Nam size L cho Nguyễn Thị Thanh Thảo, nam L cho Trần Mỹ Huyền, nam L cho Huỳnh Như. Nam XL cho bé Hiền. Có M không ba? M không có đâu. M không có. Lấy L mặc đi. L cho thoải mái. Đồ thể thao mà rộng cũng được. Cao Tên Nguyễn L. Cao Thị Đệ Hoa L. XL dạo Huỳnh Dầu. XL 85 kg mặc không vừa chị ơi. Phải hai ít đó, nhưng mà hết rồi chị lấy em quần nam đó, em lấy bao nhiêu cái chị không nhiều lắm. Mẫu màu mẫu size 2 đi ha. Mai Quỳnh size XL. Huỳnh Minh Thảo size L, ba lấy luôn màu màu ấy luôn. Bình nước cho Diễm Nguyễn 4 bình. Nam XL cho Kim Phượng. Hiền Hoàng nam L. Bình nước 19.000. Huỳnh Minh Thảo cho số điện thoại chị ơi. Còn màu khác nữa. Nam Huỳnh Minh Thảo cho em số điện thoại. Kim Phượng size XL, ba vô ba lấy cái màu kia vậy đi, có màu xanh đen nữa. Mặc kia sướng luôn. Màu xanh đen nữa. Cái đó em bán rồi. Các bạn nào mua cái quần nam đó chưa? Bữa tao hỏi, bữa nhân viên kêu hết chán. Nhiều lúc nó là biến á. Huỳnh Minh Thảo có số điện thoại rồi nè. Các chị nào nhận được cái quần nam đó chưa? Trời ơi, cái áo hoa. Cái này mấy chị em mặc cái đầm hay body ở trong, cái mặt cái này không cũng xinh nữa. Hoặc là một quần ngố bát xích màu trắng. Mặc phố này lên bao nổi luôn. Rồi cho em mở hoa xanh giùm em. 55.000 hoa xanh. Nguyễn Huyền hai bình nước. Thì Mỹ Thẩm hai cái hai màu ok. Quần nam có cái nào có size M không chồng? Màu xanh có size M không? Màu đen còn không? Màu đen màu trắng còn không? Không có size M, size L. Hoa xanh 55 cho chị Nguyễn Thúy. Ba quần nam XL, hai quần nam size L. 15 cái, 20 cái. Sao gì? Cho 5 cái XL còn lại XL. Rồi cái này nha. Màu xanh đen, mặc đã lắm mấy chị. Thiệt luôn. Không sướng hay không lấy tiền cả nhà luôn. 60.000. Thiệt, 60.000 là em lấy tiền hai cái chi kéo theo bên thôi. Chi kéo của nó xịn lò lắm. Thiệt sự luôn á. Cái túi này đựng cả thế giới luôn. Hai cái hai màu là gì vậy? Là cái quần đó. Xịn sò lắm. Rồi còn màu xanh đen, em có size L với lại size XL luôn. Mặc sướng lắm. Hoa cho ai? Hoa cho Thúy Phạm gì Nguyễn Thúy. Rồi cháu giùm em mã xanh đen nha. Xám với đen, cho em. không có đen, hết đen rồi. Rồi, cho em mã cái này có size gì? L, XL. Xanh đen cũng còn size L với XL thôi nha mọi người nha. Hết rồi, bây giờ em còn xám với lại đen xanh đen thôi cả nhà ơi. Xám với xanh đen thôi. Sáng thì lấy giờ cái bình nước á. Cái con sáng trời ơi, cái áo này bao nhiêu người dành luôn đấy. Quá trinh màu trắng nè mấy chị nè. Lạ lắm luôn á nè. Các chị nào nhận được cái áo này chưa? Trời ơi, em nói thiệt luôn, đỉnh của đỉnh. Kèm cái nón này mấy chị thích á là mấy chị dài vô nha, cái dây kéo của nè mấy bà thừa hiểu mà. Đúng không? Không cần phải thuyết trình về cái áo này nữa. Mình cài vô trong đây nè. Mình thích thì mình cài nón vào. Có dây kéo chỉ cái cổ với cái nón á. Thích thì cài nón, không thích thì thôi. Ok chưa? Rồi cho em mã khoác giùm em 85. Có thì em mã khoác 85. Khoác 85 nha. Cái gì? Không biết nữa, ở đâu á, ai xả cái gì. Rồi cái này là bình nước. Bình nước này siêu dễ thương. Bình nước thủy tinh. Xanh, chốt quần. Cháu quần xanh hả? Từ từ nha. Xanh đen size L cho Hiền Hoàng, xanh đen size L cho Nguyễn Thí. Bảo Ngân là size màu gì mấy chị ơi? Minh Tuyết chị mai chị Bảo Ngân viên em á, thì chốt thêm vô thôi có sao đâu. Xanh đen size XL cho Lê Thị Quỳnh Thơm, xanh đen size L cho Hiền Hoàng rồi. Rồi cho em mã khoác 85.
khoác 85 xanh đen sẽ lời cho Hiền Hoàng có rồi. Rồi khoác 85 giùm em, khoác 85 cho Nhã Uyên. Quần 60, quần nam 60 là nó rẻ, bèo béo bèo luôn rồi đó mấy chị, em nói thiệt luôn á. Rồi cái này là bình nước. Một bình 19 ngàn, hai bình là 35 ngàn. Áo dễ thương luôn. Rồi, bình nước thì men nha, bình thủy tinh. Mọc nhựa lúa mạch ở ngoài. Dễ thương lắm. Rồi, cho em mã bình nước giùm em nha, 19 ngàn một bình, hai bình là 35 ngàn. Cháu gại bình đi mấy chị. Bình nước, cháu giùm em mã bình nước nha. Xanh đen lờ cho Uyên Nguyễn. Rồi ok rồi, bình nước giùm em, bùm tài hai bình, cái này dễ thương lắm. Bình nước. Trời ơi cái áo thun màu hồng này. Bùm tài hai bình, Tiên Lê hai bình, Uyên Nhi Lâm hai bình, Linh Lina hai bình, Nguyễn Thị Thanh Thảo hai bình, quần xanh đen XL cho Bích Hạnh Trần Thị. Chị thích rộng, xấu hơn cái gì thích rộng thì chị lấy cái XL, còn chị không thích thì chị lấy XL cũng được. Rồi hồng giùm em, chốt giùm em mã hồng 65 ngàn hồng, khung hồng 65, 30 hả? 2 bình 35, 1 bình 19, 2 bình 35, quần nam 2 màu xay lờ, mặc sướng lắm mấy chị, mặc sướng lắm, con thể thao mặc sướng lắm. Rồi, cho em mã áo hồng giùm em 65 ngàn, khung hồng 65, 60kg mặc ok. Ok, giao tay nha, chị bận quá, chị mệt quá, chị không có làm đơn. Rồi, hồng giùm em, hồng 65 cho Uyên Vy. Hồng hơi bị xinh luôn đó các bạn ơi. Hồng 65 dùm em nhé. Hồng 65 cho Uyên Vy. Trên váy caro này đẹp nè. Trời ơi, giờ im lặng lại mua cho sướng á. Trên váy này đẹp lắm mấy chị. Caro dáng già đẹp. Cái này size M dùm em nha cả nhà nha. Tầm 52kg đổ về á. Size M tầm 52kg đổ về dùm em. Chốt dùm em mà caro dài dùm em kèm số điện thoại. Chắc ghiền luôn. Caro dài giùm em luôn nha cả nhà nha, 65 ngàn. 65 cho Trà My Tùng Quân. Hồng 65 cho Trà My Tùng Quân. Rồi cho em mã caro giùm em, 65 ngàn caro. 52 ký đổ về. Cháu giùm em mã caro 65 ngàn, cùng số hỏi giúp em nhé. Caro 65. Rồi, em có 2. Tè một cái khăn. Cho bùm tè một cái khăn. Một cái 49 ngàn, 2 cái 90. Lấy luôn 2 cái đi. Đừng quảng cáo nhiều quá, hết rồi. Thằng nó chắc là em bán rẻ nhất rồi đó mấy chị. Một cái. Trời ơi cái này dễ thương quá nè. Cái tay của nó này cả nhà. Rồi cho em mặc áo xanh lá giùm em 65 ngàn. Lấy cho bùm tay một cái thân. Rồi xanh lá 65 ngàn. Tiền số điện thoại giúp em nhé. Xanh lá 65. Xanh lá cho giao tay. Rồi xám giùm em. À, dễ thương luôn. Xám giùm em size S. Tầm 48 cái độ về. Chốt giùm em mặc xám 65 ngàn xám. 865 ngàn. Trời ơi, hàng này chui ra để đây cũng có bán luôn á chồng. Trời ơi, con này nó mắc. Thực sự luôn á trời. 865 cho 7 rồi. 865 cho 7 năm. Trời ơi, mấy chị coi này mấy chị. Hàng này nhập vô tới bao nhiêu ta? Hình như là 85 ngàn rồi đó. Cái này em nhập vô là 85 ngàn một cái set len nè mấy chị. Nhìn dùm em này cái nút là nó sang rồi. Rồi cháu dùm em mã set len dùm em luôn. Em trả luôn bằng giá luôn mấy chị luôn, 85 ngàn luôn đi. 55, 56 ký độ về em còn 2. Trả luôn cho cả nhà luôn, set len em còn 2. Trời ơi, set len em còn 2 nha. 8 size S 65 chưa? 8 size S 65 nè chị Hạnh Phan. 8 rồi mẹ. Ủa chốt rồi hả? Rồi hết rồi, hết xám rồi, xin lỗi nha. Rồi xách len giúp em nha cả nhà nha. Bấm bill cho Uyên Vy quần đó. Rồi ok, em nhắn tin cho dùm chị với số lượng quần của nha. Rồi xách len cho Uyên Nguyễn, xách len cho chị Huệ Lê. Rồi cho em mã, trời ơi áo tay dài màu tím. Rồi cho em mã tay dài tím luôn, 65 ngàn. Có cùng em mã tím 65. Tím 65. Rồi cái hàng này nhiều quá mà em. Em gặp em chứ có bán luôn á. Rồi, trời ơi, đẹp nha mấy chị. Rất chua. Rồi cho em mã trắng hình đi. Thiên thật, đại bàng hả ta? Đại bàng hay là thiên thần vậy trời? Đâu?
Con này là con chim sẻ sẻ. Rồi cho em mã, cho em mã trắng hình dùm em, 65.000 trắng hình. Xếp lên em hết rồi, chốt dùm em mã trắng hình nha cả nhà nha. Trắng hình dùm em 65.000. Yên Vi bấm view lại quần rồi đó. Trắng hình, trắng hình cho Mai Hạnh. Đẹp ghê luôn á em. Rồi cái lọ màu nu nè. Đây nhà bữa giờ mấy bà mua áo vest nha em đúng không? Cái lọ nu tức đã ghê luôn á, 55kg đổ về. Chốt dùm em mã lọ nu dùm em nha cả nhà nha, 65.000 lọ nu. Lọ nu 65.000. Trắng hình cũng hết rồi, chốt dùm em mã lọ nu đi cả nhà ơi. Lọ nu body luôn, sẵn luôn nha mấy chị luôn, 65.000. Body trắng, đơn giản, chắc lắm. Lọ nu dạng 55, 57, 58kg mặc ok luôn. Cho em mã body trắng 65.000. Lọ nu đi, lọ nu cho đủ minh. Rồi body trắng 65.000, body trắng. Nè cái này dễ thương nha cả nhà. Cái này dễ thương nè. Cái này là nó sẽ có như vậy nè mấy chị. Một cái set nha. Cáo len theo hoa. Xong rồi, cái khoác ở ngoài như này nè. Cưng không? Cưng không? Rồi cho em mã set len hoa dùm em hoặc set len vàng đi. 69.000 set len vàng. Set len vàng dùm em có 2, có 3. Cháu dùm em mã set len vàng nha. Rất là cưng nha, 69.000. Xếp lên vàng 69. Đúng không? Một áo 2 dây, một cái phát ở ngoài. Xếp lên vàng cho Thùy Linh, cho Thanh Thanh Hiển, cho Đỗ Minh, dễ thương ghê luôn á. Nè một cái đầm nè, cái cách này đẹp ghê luôn á. Cái đầm này size S nhưng mà tầm 50-52kg cho em nha cả nhà nhé. Kem dùm em, cháu dùm em mã kem dùm em luôn nha cả nhà nhé. 79.000 kem, cháu dùm em mã kem 79.000. Kem 79 dùm em nhé. Kem 79 kèm số điện thoại cho em. Tương với xòe. Ở phía sau là bao chung này cả nhà nè. Rồi đầm xe S đi thôi. Đầm xe S cho Yên Nguyễn. Rồi chân váy xòe dùm em nhé. Kèm số điện thoại cho em 65.000. Chân váy xòe, chân váy xòe 65. Kèm số điện thoại giúp em. Chân váy xòe 65. Rồi áo rút. Kem chưa? Rồi. Rồi, cho em mã rút xanh dùm em nhé. 65.000 rút xanh. Rút xanh 65.000. Sami kem nè, đơn giản nha mấy chị. Sami kem dùm em, chắc nó rất là đã luôn. Sami kem dùm em 65.000. Rút xanh cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. Rút xanh cho chị Trúc Linh. Rồi sami kem dùm em 65.000 sami kem. Mấy cái đồ linh tinh có cái đồ nào sale không thôi. Ui chà chà. Hết rồi, đúng xanh đúng hết rồi. Rồi cho em mã xanh lá luôn dùm em đi. 65.000. Chắc đã lắm luôn á. Rồi cho em mã xanh lá 65.000 xanh lá. Áo rút em hết rồi cả nhà ơi. Chốt dùm em mã, cho em mã xanh lá nha cả nhà nhé. 65.000. Cái gì vậy? Áo kem. Áo kem chốt chưa? Rồi xanh lá dùm em 65.000. Em lấy cho mấy chị cục đầm nhé. Xanh lá 65.000. Xanh lá 65 kèm số điện thoại giúp em nhé. Nè có chân váy xanh nè, để bấm cho Đỗ Minh nè. Đỗ Minh mày có mình chân váy xanh đi, chị bấm đi cho. Sami kem cho Nguyễn Kim Liên. Sami kem cho ai? Nguyễn Kim Liên. Đọc to lên đi. Đỗ Minh cho mình, có mình chân váy caro xanh đi, chị bấm đi cho. Ý da. Sami kem cho Huỳnh Kim, Nguyễn Kim Liên rồi đúng không? Trong váy xanh cho Đỗ Minh nè, thứ năm nè. Đỗ Minh nó mua cái thứ ba rồi đó mấy chị. Rồi chốt giùm em cho váy caro xanh 75. Sao là 75? 65 chứ 75 gì? Nè, đẹp lắm mấy chị.
Chắc là mấy chị nhìn vậy thôi, mặc lên nó thì bao chốc. Rồi cho em mã chân váy caro xanh giùm em nha, 65.000. Làm nút xanh đăng hình nói chắc còn, nó không biết làm đâu. Ui cái áo caro xanh em bé em còn rồi mấy chị kìa, size 20kg thì em còn một cái kìa. Rồi cho em mã chân váy caro xanh giùm em 65.000, có hai túi hai bên nha. Chắc đẹp lắm. Caro xanh giùm em 65.000. Có giùm em mã caro xanh 65 kèm số điện thoại. Ừ, bỏ cái độ minh rồi đúng không? Rồi cho chị Nguyễn Thúy. Ủa mới lâu ra cái cọc đầm mà. Cho chị được fan. Trời ơi cái set này quá đẹp. Set kem giùm em 79 này. Bao chung phía sau 45 cái đổ về. Có giùm em mã set kem 79. Set kem 79 thì mình kèm số điện thoại nha cả nhà nhá. Set kem 79 kèm số điện thoại giúp em. Set kem 79. Set kem 79 đi ơi. Tắm đi đi. Kem cho Tiểu Ngọc nè. Kem cho Tiểu Ngọc. Rồi đầm xương rồng luôn 79.000 luôn. 53 cái đổ về đầm xương rồng 79. Đồ nhà em nó lộn xộn nhiều lắm mấy chị. Nè. Thực sự luôn á, toàn là mấy cái mạo hot không à. Đầm xương rồng 79 chưa? Xương rồng đó chưa? Xương rồng cho Diễm My. Xương rồng cho Diễm My. Nè. Đẹp lắm luôn á, thực sự luôn á. Rồi chốt giùm em mà chị luôn không. Rồi cho em mã 17 giùm em đi, 88.000 mã 17, 88.000 mã 17, 55 cái đổ về. Chốt giùm em mã 17, 88.000. Tầm hồng chốt dưới ghế chị ngồi kìa là sao. Trời ơi cái baby doll đen 69 nè mấy chị, đẹp lắm luôn. Này em có màu kem, màu trắng, màu đen luôn á, bán hết rồi đó. Cậu sót màu đen nè, baby doll đen 69.000 mã 17 đi thôi. 17 cho tiên tiên, 17 cho tiên tiên. Rồi baby doll sót này, đầm bolo đen nè 79 nè, bolo đen 79, bolo đen 79 nè, nó lan ban khắp mọi nhà vậy đó mấy chị. Đen, đen cho dâu tây. À, baby doll đen cho dâu tây 69. Rồi baby doll 79 cái gì ta, đầm tay dài tay phồng nè mà nhúng hai bên. Mặc mấy cái này lên form bao đẹp luôn. Rồi cho em mã đầm nhúng giùm em 79.000 luôn. Đầm nhúng 79.000 luôn. Bolo cho mến môn. Bolo cho ai? Mến môn. Mến môn. Rồi baby doll đen nè. Baby doll đen giùm em nè 69.000. Baby doll đen 69.000. Bolo đen cho mến môn nữa đúng không? Có số điện thoại chưa? Khách cũ hả? Rồi mình sắp tên lại ta. Ngọc mến á trời. Khoét tim chỗ này nè. Rồi cho em mã tím tim giùm em 55.000 tím tim. Baby doll đen 69. Cô Thao Nguyễn. Thao Nguyễn. Rồi cho em mã tím tim 55.000 60 65 cái mặt ok luôn. Tím tim 55.000 tím tim. Rồi áo kiểu vàng giùm em luôn 69.000. Áo giùm em mã kiểu vàng 69. Kiểu vàng 69. Kiểu vàng 69 giúp em nha cả nhà nhé. No 85. Xô no 53 ký đổ về 85. Baby doll đen em hết rồi cả nhà ơi. Kiểu vàng Nguyễn Thị Minh Thảo. Trời cái rốt này dữ luôn á. Kiểu vàng cho Nguyệt Trần Thị Thanh Tâm. Kiểu vàng cho Nguyễn Thị Thanh Thảo có rồi. Kiểu vàng cho Yên Thanh Nguyễn. Baby doll em hết. Sono 85 cho An Ba Bay. Cái đầm Sono 85 á cho An Ba Bay. Rồi rốt tiếng giùm em nha cả nhà nhé, 65.000 rốt tiếng. Chỉ luôn. Cái này tầm 53-54 ký đổ về. Từ nhỏ đến lớn cỡ nào mặc cũng được cái đó. Mấy bé mà 25 ký mặc kiểu áo thun bình thường cũng dễ thương nữa. Cái này cưng á. Rồi cái này là áo người lớn nha. Nhưng mà ý em nói vậy, nếu mà em sau này mà em có con gái mà tầm mà 25-30 ký là em bắt đầu em lo áo này em được cưng. Em thấy dễ thương, lại mặc. Rồi, tím, rốt tím. Rốt tím, 65. Rốt tím chốt đi. Rốt cho Hằng Trần, cho Nguyễn Huyền. Cho
Thần Trần Nguyễn Hiền 65.000. Áo kiểu vàng cho Bích Hạnh Trần Thị một cái chưa? Rồi y như rốt tím nên có rốt vàng 65. Y như rốt tím nên có rốt màu vàng. Màu tim dễ thương. Tim vàng em thấy dễ thương quá trời đất. Rồi chốt giùm em ở tim vàng. Tim vàng giùm em 65. Cái gì? Rồi tim vàng giùm em 65.000. Tim vàng. Tim vàng cho em 65.000. Rồi trắng kiểu 69.000. Trắng kiểu cái này chưa đăng hình nè. Sát nữa đăng hình cho ái này đi. Nghĩ hả? Ủa? Bán được đi đâu hết rồi vậy? Bán có nhiêu mới hả? Rồi trắng kiểu nghỉ chưa mấy chị? Trắng kiểu giùm em 69.000. Hả? Nghĩ đi tuần sắp và soi. Ngày mai. Mai là thứ mấy? Mai là thứ bảy rồi. Ờ, thôi bây giờ vậy đi. Đơn mai mốt em nghỉ, bây giờ em nghỉ nha, trưa mai em nghỉ để cho đi đơn hết, xong rồi trắng kiểu cho Nguyễn Thị Thanh Thảo. À, tối mai trưa chủ nhật với tối chủ nhật em sale 2 ngày, 3 cái like đó gom lại cho cả nhà, ok không? Ủa thứ hai không được, thứ hai có thiếu nhân viên. Thứ hai thiếu nhân viên. Xét khoác tím 99 là cái gì ta không biết. Rồi. Xét đó thì quen rồi em lấy thôi chứ. Rồi xong chưa? Cái gì đây? Thôi cái mã này đi rồi em nghỉ luôn nha. Em xe cho cả nhà cho kèm đơn rồi em nghỉ luôn nha. Em thêm rốt vàng cho Nguyễn Huyền. Dồn đơn. Chị Kim Phương Nguyễn em thấy là 5-6 cái rồi. Không giòn đó chị, 2 cái 3 cái là mình đi được rồi chị ơi nha. Nhà em thông cảm đi, ví dụ chị đào một cái thì để cho mấy chị dòng đơn được chứ cái này mình em thấy chị nhiều rồi đó. Đi giùm em nha cả nhà nha. Em bán là rẻ lắm rồi, mấy chị đừng có tiếc tiền ship. Em thấy chị là in tới 5-7 cái gì rồi đó mới đi nha. Đi đơn đầu đi, mấy chị cứ nhận hàng thích thì mua tiếp chứ dòng đơn gì nữa, 5-7 cái ra mà dòng Mỹ gì Tâm, nữa. Mỹ Tâm một cái chân váy đen 95 à, Mỹ Tâm một cái chân váy đen 95 cm. Okay. Rồi. Hai cái đậm cao trù 3 cái cũng đi được rồi. Nha mấy chị nha. Mình dồn là dồn ở những chị trường hợp có 1 cái 2 cái thôi chứ mình mà nhiều cái số nhiều rồi là mình đi, mình đi đơn thôi nha. Rồi, cho em mã baby doll giùm em kèm số điện thoại. Ok chưa? Rồi từ từ em coi thử cái mã này nhiều không nè, để bán tri ân cho cả nhà một mã. Ui cái này có không? Rồi cái này em bán kèm view cho cả nhà đi ha. Để em coi lại coi. Rồi baby doll em bán cho cả nhà luôn. Giá là bao nhiêu đây ta? 59.000. Ok chưa? Rồi em bán sale cho cả nhà 59.000 nhé. Sale cho cả nhà 59.000. Ok, một cái thì để đó dồn rồi mình mua sale ngày thứ bảy chủ nhật rồi mình đi đơn luôn. Ok chưa? Rồi. Cho em không có khó khăn gì hết. Mấy chị một cái hai cái thì em dồn cho mấy chị không sao hết, nhưng mà mình số nhiều đổ lên là mình đi được rồi. Nha. Tại vì em bán rất là rẻ rồi, chứ ai cũng dồn như vậy rồi, chỗ đâu mà để, ở nhà chỗ đâu mà để. Rồi, áo trắng cho Tiên Lê nè, áo trắng cho Thùy Linh. Rồi, áo trắng cho Được Farm 59.000. Áo trắng cho Được Farm nè. Ok, Trần Thị Thanh Tâm, áo trắng cho Khang Khang. Tiên Lê có rồi đúng không? Lê Thiệt Kiều Trinh chân váy đen 95 cm. Chân váy đen 95 là chân váy ngắn nha. Còn chân váy dài là 99. Baby doll cho Bảo Ngân 59. Ngô Thị Mỹ Hảo 59. Ngô Thị Mỹ Hảo, Kim An. Kim An, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Huyền, Mỹ Tâm. Tiên Lê có rồi. Ngô Mỹ Nhân. Ngô Mỹ Nhân. Quỳnh Thùy Dương. Quỳnh Thùy Dương. Ấm yêu đi. Rồi. Được nha mấy môn nha. Ok nha. Đừng trưa mai đừng ghé, chiều xíu đi.
Nha, bên dưới 12 giờ nó mới làm. Xong rồi chia đơn này kia nó chiều chiều đi. Đừng ghé buổi trưa. Rồi. Đúng chưa? Em lấy hai mẫu size L luôn. Ok, Lê Thị Kiều Trinh. Rồi cho tiếp. Coi nghỉ được chưa? Tri ân riết rồi tôi tri ân luôn đó người tôi luôn đó mấy bà. Nghỉ được chưa nè? Rồi tri ân cái mã này nữa nè. Rồi nghỉ nè. Tri ân riết rồi tôi tri ân luôn tôi luôn cho rồi luôn. Còn sốt đen 99 hình như em còn size S không hả mấy chị? Sốt đó là màu hồng, màu kem, màu đen còn size S hết thôi. Chị nào lấy size S thì chốt. Rồi, đi ăn cái mã này nữa nha, rồi nghỉ nha. Cái này là hoa nhúng, có mút ngực tay phòng. Thôi giờ hôm nay lễ nổi đâu, lễ nhiều lắm. Mai ngày kia, chủ nhật đi, chủ nhật em xây bản ngày cho cả nhà luôn. Ok chưa nè, rồi cho em mã hoa luôn, em bán đi ăn cái mã này luôn cho mấy chị luôn. 49.000, ok chưa? 49.000. 49.000, kèm số mã cho em. Vết hồng còn một cái nè. 69.000 vết hồng em còn một cái. Chốt giùm em mã vết hồng 69.000 em còn một nè. Cái này em được. Hả? Cái này sao vậy? Đâu? Không sao hết, cái này là bút lông xanh mà. Bút lông xanh thì mấy chị về ngâm xà bông với lại kem đánh răng là giặt ra. Đây nè, nó lỡ nó viết cái bút lông xanh lên đây nhưng mà không sao hết. Năm xà kem đánh răng với lại xà bông Omo là giặt ra rồi. Và cái này em tặng đi, tặng áo khoét hồng đi. Nhúng cho Nhã Yên. Nhúng cho cái gì? Nhúng cho Nguyễn Thị Thanh Thảo 2, Nhã Yên. Nhã Yên. Cho cô Thao Nguyên. Cho cô Thao Nguyên. Cho cái này tặng đi. Kim Phượng. Tặng cho Kim Phượng. Có đơn đó nha. Thôi chưa? Rồi. Bây giờ mình nghỉ nha mấy chị nha. Nghỉ đi. Mai làm việc xong rồi à. Ok là bắt đầu là hôm sau là mình lên đơn mình mua hàng tem nha. Rồi bye bye cả nhà nhé. Bye bye. Ôi trời.